Rồi em chào tất cả các chị nhá. Thấy em tương tác bài lên cho em với nha các chị ơi. Đợi em một xíu, em chia sẻ bài xíu rồi. Rồi các chị ơi, tương tác bài, chấm bài, chia sẻ bài lên giúp em với nha các chị. Hôm nay em sẽ xả lộn xộn các chị này. Cái đó không có chân nào. Đó ok cho em cũng rồi em chào chị Thanh Lê này. Hình như là chị Thanh Lê bữa chưa đủ đơn phải. Rồi em chào tất cả các chị nhá. Ủa con nó ở bên kia đi. Bên kia có đi. Mình không thấy. Không hiện ra được. Cái này vô, cái này nó lại vô, còn đấy mất. Được không được? Áo quá chị ơi, có. Áo nhưng mà lại là áo của ấy cơ, chứ không phải áo của sườn xám chị ạ. Áo này này, đây. Để xem con này nó là size gì này. Chân váy nhung, chân váy á chị ơi, đồng giá 50.000 một chiếc nhá. Đồng giá là nào, đồng giá. Chân váy nhung là đồng giá 50k một chiếc nha chị nhá. Rồi em chào tất cả các chị này. Chị nào thấy em thì tương tác bài, chấm bài lên cho em nhé các chị nhá. Đây con này chị ơi, con này size lớn đây. Rồi con này chị nào 57kg thôi. Này họa tiếp theo này. Màu đỏ đô cho em nhé, họa tiếp theo cho em chị này. 57kg đội mang bùa cho con này. Rồi chị nào lấy theo đi. Lấy theo chất theo cho em nhé. Mã theo cho em 20.000 thôi. Hình như nó hơi tối sao nhỉ. Rồi chị nào lấy theo chất theo cho em nhé. Theo cho em 20. Chị nào mà size 57kg đội lại mang bùa cho con này nhé các chị nhé. 57kg quay đầu. Chị nào lấy theo chất theo. Rồi em chào tất cả các chị này. Chị nào thấy em thì tương tác bài, chấm bài lên cho em nhé. Tương tác bài, chấm bài, chia sẻ bài lên giúp em với nhé các chị này. Rồi chị nào lấy theo chất theo cho em. Mã theo cho em 20.000. Theo cho em 20k chị nào, chị nào mãi 57kg quay đầu cho em. Rồi 57kg đội mang bùa nhá, chị nào lấy theo chắc theo này. Mã theo cho em 20k, mã theo nhá, theo 20 chị nào 57kg mang bùa cho em. Mã theo cho chị Nguyễn Thị Sáng này, 50 này. Theo cho chị Sáng chị đây. Rồi lấy chị một con màu hồng nữa. Lấy chị con hồng này, rồi 60-62kg luôn các chị này. 60-62kg mang được nhá. Lấy hồng chất hồng cho em, hồng cho em 20. Hồng cho em 20.000 này chị nào, 60-62kg quay đầu cho em. Size to luôn các chị nhá. Con này cũng size lớn luôn. Lấy hồng chất hồng cho em, mã hồng cho em 20. Hồng 20k chị nhá, lấy hồng chất hồng cho em. Hồng 20. Rồi cái số này sạc cái bình nóng tí không được. Con này đi ra ngoài đi. Chà. Quá to của con nào.
lên sườn xám đi hả? Rồi ok chị. Để ra ngoài. Em sẽ lên xem kẽ nữa chị nhá. Lên xem kẽ chị dễ chốt này. Nhà mã hồng cho chị sáng luôn. Rồi chị ơi, phone này cực kỳ dễ thương luôn. Nhưng mà chị nào tầm 55kg thôi, 55kg quay đầu thôi các chị nhá. Phần tay của nó dễ thương lắm luôn. Rồi 55kg mang bộ cho con này, chị lấy mã 330 nhá. Lấy 330 chất 330 cho em. 330 cho em 20.000 này. 330 cho em 20k. Con này chị nào 55kg mang bộ cho em. Rồi 55kg quay đầu nhá. Lấy 330 chất 330 cho em. 330 cho em 20.000. 330 cho em 20k. Chị nào 330 chất 330 cho em. Lấy chị con lụa này. Lên chỉ một mã lụa nhé, chị nói lấy lụa chất lụa cho em. Lụa các chị 55-57kg thôi. Lụa cho em 55-57kg mang vừa cho em. Lấy lụa chất lụa này, mã lụa cho em 20. Lụa 20k chị nhá. Mã lụa cho em 20. Rồi em chào chị Nguyễn Hồng này. Rồi lấy lụa cho em lụa 57kg mang vừa nhé chị nhá. 57kg quay đầu, lấy lụa chất lụa cho em. Lụa cho em 20.000. Lấy lụa chất lụa cho em lụa 20. Các chị 57kg thôi. Rồi đấy chị ơi, con này form cực kỳ xinh cho em. Hàng xuông xuông. Rồi con này cho em chị nào 60-62kg, 60-65kg luôn chị này. Này dạng như form Babydoll cho em nhé. 60-62kg mang được, con này chị nào lấy to chất to cho em. Mã to cho em 20.000 này. To 20k chị nhé, lấy to chất to cho em. Con này chị nào size lớn đây. Lấy to chất to cho em này. Mã to cho em 20.000, mã to nhé. To 20. Lên cho chị một con tay lỡ này. Một con tay lỡ cho em chị này. Lấy tay lỡ, chị nào lấy lỡ chất lỡ nhé. Mã lỡ cho em cũng 20 đó chị ơi. Lỡ cho em 20.000 cho em các chị này. Lấy lỡ chất lỡ nhá. Một con hàng lỡ tay lỡ cho em. Rồi con này cho em lụa hai lớp. Chị nói eo 74-75 mang vừa. Eo 74-75 quay đầu nhá. Lấy lụa chất lụa ai thì nhỉ. Lấy lỡ chất lỡ cho em. Mạ lỡ cho em 20.000 này. Có chân váy màu đen á. Có chị ơi. Có màu đen đây chị ơi. Có chân váy màu đen đây. Màu đen đây sẽ SM thôi chị ơi. Hàng nhung nhá. Chân váy là dân chân váy nhung cho em. Dập ly cái chị này. Chân váy nhung dập ly cho em. Rồi con này chỉ lấy mã 237. Lấy 237 chất 237 cho em nhé. Mã 237 cho em 50.000 này. 237 50k. Con này chỉ là SM thôi, size nhỏ thôi các chị ạ. Thân đi ra ngoài đi con, đừng có chui lên nữa. Rồi mã 237 cho em 50k. Chị nào mà size SM thôi, con này chỉ là size nhỏ thôi. SM quay đầu nhé. SM mang vừa, chị nào lấy 237. Rồi mã 237 cho em. Đây các chị này. Con này chị này cũng size nhỏ nhỏ cho em. Chờ chị nào lấy đuôi cá, chiếc đuôi cá này. Đuôi cá cho em cũng size nhỏ nhỏ thôi. Sẽ SM hàng lưng thun. Hàng lưng thun cho em thật nhá. Hàng lưng thun cho em chị nào sẽ SM quay đầu lấy đuôi cá, chiếc đuôi cá cho em này. Lấy đuôi cá, chiếc đuôi cá. Đuôi cá 50. Chị ơi chị mặc size gì á? Đuôi cá cho em 50. Đây chị ơi màu xanh này. Có chị nào màu xanh không? Xanh cũng co giãn luôn. Sẽ SM với chị này. Rồi lấy xanh chất xanh cho em nhá. Xanh dập ly. Chân váy nhung là chân là có đồng giá 50.000 một chiếc cho em chị nhá. Lấy xanh chốt xanh cho em này, xanh cho em 50. Xanh cho em 50k, chị nào mà size cho con ra. Sốt này mỏ. Rồi con này chị nào size to đây, size XL L 80 này. Size lỡ XL quay đầu nhá. Lỡ XL mặc được con này cho em chị này. Nó có độ ai nhỉ? Nó có độ co giãn nhẹ, chị nào lấy mã 118. Lấy 118 chốt 118 nhá. Mã 118 cho em này 20.000. 20k mã 118 cho em chị này. Các chị ơi size lợi đây là mặc được. Nó có độ co giãn nhẹ nhá. Hiện tại này kêu rồi. Mở nhỏ âm lượng lại. Rồi chị nào size XL mang được. Con này chị em chị nào lấy 118 chất 118 này. 118 cho em 50.000. Chị ra ngoài đi đừng có chui lên nữa chật. 118 cho em 50k nhé. Chị nào mà size XL L80 quay đầu. Lấy 118 chất 118. 118 cho em 50.000 này. Chị nào size to 118 cho em là XL L80 quay đầu. 118 cho chị sáng này. 20. 50. Hả? 50. 2. Mình nói là 2 mà. 50. Rồi chị ơi con này dễ thương chưa? Rồi chị nào 50kg quay đầu thôi nhá. Con này chị nào size nhỏ cho em. Chị nào lấy xinh chất xinh này. Mã xinh cho em 50kg mang vừa đằng sau là có khóa nhá. Con này đằng sau có khóa cho em chị này. Chân váy em con sở có túi đó. Có túi á, không có túi đâu chị ơi, hàng này không có túi. Nếu mà có túi hả, có túi em có một chiếc này. Em có một chiếc, con này là có túi luôn. Rồi các chị ơi, con này cũng là hàng lụa luôn. Nó phối gen cho em nhất. Nhưng mà con này chị nào size nhỏ, 50kg đội mang vừa thôi. Chị nào lấy xinh chất xinh, mã xinh cho em 20 này. Xinh 20k nhé, chị nào 50kg quay đầu cho em. Con này chị nào size nhỏ thôi, 50kg quay đầu cho chị nhá. Chị ơi, chị 60kg mà eo chị to không? Con này chị nào eo 80-82 này.
Em 80 82 đây chị ơi. Con này có túi, có mỗi con này thôi chị. Có túi thì có con này thôi chị ơi. Đây size to đây, eo 80 82 cơ đầu. Size XXL mặc được nhá, nó có độ co giãn cho em, chị đó là mã 39. Lấy 39 chất 39 nhá, mã 39 cho em này. Lấy 39 chất 39, mã 39 cho em 50.000 này. Mã 39 50k cho em, chị nào mã eo đến nhá. 80 82. Như là có mỗi con đó là có túi thì có mỗi hàng đó thôi chị ơi, có mỗi con đó. Đúng duy nhất một con là có túi thôi các chị. Đúng duy nhất một con là có túi thôi. Rồi chị nào lấy cái gì rồi? Lấy mã 39 nhá, lấy 39 chất 39 cho em. Rồi lấy chuyển con hàng phong xuông nữa này. Lấy chuyển con phong xuông cho em. Rồi size LXL mặc được. LXL quay đầu nhá. LXL mang vừa lấy xuông chất xuông cho em. Và cái này nó có thêu. Rồi mã xuông cho em 20. Xuông 20k chị nhá. Lấy xuông chất xuông này, xuông 20. Con này chị size LXL mang vừa lấy xuông chất xuông cho em, xuông cho em 20.000. Lấy xuông chất xuông cho em, xuông 20 nhá. LXL quay đầu. LXL mang được, lấy xuông chốt xuông cho em, xuông cho em 20.000. Các chị sao LXL mang vừa. Rồi các chị ơi, tương tác bài chấm bài lên cho em vừa nhé các chị ơi. Xuông cho chị sẵn kìa. Lấy chị một con đỏ này. Lấy chị một mã đỏ nhá. Đỏ này chị nào L72-74 cho em size M của ba giọt nước này. L72-74 cho em, chị nào size M mang vừa. Lấy đỏ chất đỏ cho em, mã đỏ cho em 20. Đỏ cho em 20.000 này, chị nào size S M thôi nhá. L72-74 quay đầu. L72-74 mang vừa, lấy đỏ chất đỏ cho em. Đỏ cho em 20.000. Mã đỏ 20 nhá, chị nào mà eo đến 72-74 quay đầu. L72-74 mang vừa, lấy mã đỏ, đỏ cho em 20. Rồi đấy chị ơi, lấy chị một con đầm này. Một con đầm nhung nhá, cái này chị nào mà cao thì làm thành áo, còn chị nào mà thấp thấp thì làm thành đầm cho em. Rồi 60kg quay đầu cho em con này. Chị nào 60kg mang vừa nhá, con này là hàng nhung cho em. 60kg mang vừa cho em con này, chị nào lấy mã 256. Mã 256 cho em 30.000 này. 30k mã 256 nhá, chị nói 256 chất 256, 256 cho em 30.000. Chị nào là 60kg mang vừa cho em. 60kg mang vừa nhé, chị đòi mã 256. Xanh lá hết mà thôi. Đây là nó có điện thoại. Rồi chị nào lấy 256 chất 256 cho em. 256 cho em là gì rồi, 30.000 nhé. 30k mã 256. Rồi lên chị con chân váy này size nhỏ nhỏ này. 36 cho chị sáng này, 30 này. Rồi con này chị nào size nhỏ thôi, size S, size M. Chị nào size S, size M mang vừa nhé. Em không biết là bên này có chị nào không, em không nhìn thấy luôn này. Rồi con này chị lấy mã 08. 08 cho em nhé, 20k mã 08 này. Mã 08 cho em 20, con này chị nào size nhỏ thôi, size S, size M thôi. S, M mang vừa nhé, lấy 08 chấp 08. Mã 08 cho em 20, rồi có chị nào ưng màu trắng không này. Lấy chị con sơ mi màu trắng, chị nào lấy trắng chấp trắng cho em. Mã trắng cho em, chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Cái này là hàng form ôm nhé. Cái này là form ôm chứ không phải là form, không phải là form rộng chị này. Rồi lấy mã trắng cho em 20.000. Trắng 20k cho em, chị nào 50-52kg quay đầu thôi. Ở phần tay là cột nơ chị nhá. Lấy trắng chốt trắng, mạ trắng cho em 20.000. 50-52kg mang vừa cho em. 50-52kg quay đầu lấy trắng chốt trắng nhá. Mạ trắng cho em 20. Trắng cho em 20.000 các chị này. Lấy trắng chốt trắng cho em 20 nhá. Trắng cho em 20.000 chị nào mà 50-52kg mang vừa. Rồi đấy chị ơi, size to cho em 60kg quay đầu này. Con này chị nào 60kg mang vừa nhá. Chị nào lấy to chất to, mạ to cho em 20. To 20k chị này, 60kg mang vừa cho em, lấy to chất to nhé. Mã to cho em 20.000. Mã to cho em 20k cho em, chị nào 60kg mang vừa cho em, lấy to chất to nhé. Mã to 20, trời ơi các chị ơi, con này xinh quá. Trời ơi. Mã to cho chị sáng kìa, 20 này. To chị sáng 20. Rồi lấy chị một con màu xanh đen nữa các chị này. Nào. Lên cho chị một con màu xanh đen cho em nhá. Rồi ơi, con này kiểu, lên chị một mã kiểu này, chị nào lấy kiểu chất kiểu cho em. Kiểu cho em 60kg mang vừa. Mã kiểu nhá, kiểu cho em 60kg mang vừa cho em. Chị nào lấy kiểu chất kiểu cho em 20.000 này. Kiểu cho em 20k, chị nào 60kg mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy kiểu chất kiểu nhá. Mã kiểu cho em 20. Kiểu cho em 20.000 cho em, chị nào 60kg mang vừa cho em. Lấy kiểu chất kiểu, rồi con này chị nào size nhỏ thôi. Con này chị nào 50kg mang vừa cho em con này. 50kg mang vừa nhé, chị nào lấy bèo chất bèo này. Mã bèo cho em 20. Bèo cho em 20k mã bèo nhé, chị nào lấy bèo chất bèo cho em. Bèo 20. Mã bèo cho em là chị nào 50kg thôi. 50-52kg quay đầu thôi nhé. 50-52kg mang vừa, chị nào lấy bèo chất bèo cho em. Bèo cho em 20.000. Rồi con này chị nào 57kg này. 55-57kg mang vừa cho em nhé. Phần cổ nó bị dơ một xíu về ra cùng em này. Rồi con này chị nào lấy mã 110. Lấy 110 chất 110 nhé. Mã 110 chất 20.000. Màu trắng nhưng cực kỳ xinh. Rồi lấy 110 chất 110 này.
110 cho em 20 ngàn. Lấy chị con đầm màu đen này. Lấy chị một mã đầm nhá. Chị nào lấy đầm chắc đầm cho em. Đầm này nó có độ co giãn. Đầm này cho em có độ co giãn này. Rồi chị nào E76 cho em size L nhá. E76 cho em chị nào size L mang vừa. Lấy đầm chắc đầm. Đầm cho em 20 nghìn. Đầm 20k E76 các chị size L này. Lấy đầm chắc đầm cho em. Mã đầm cho em 20 nghìn. Đầm 20k E76 các chị size L nhá. E76 cho em chị nào size L mang vừa. Lấy đầm chắc đầm cho em. Đầm cho em 20. Rồi con này cho em nó có độ co giãn đấy các chị này. Rồi co giãn cho em nhá. E80 độ mang vừa cho em con này. Mã 80 đi. Mã 80 E80 mang vừa cho em. Nó là hàng nhung. Rồi mã 80 E80 mang vừa cho em nhá. 30k này. 30k mã 80 E80 quay đầu cho em. Mã 80 E80 mang vừa. Chị nào lấy mã 80 nhá. Mã 80 E80 cho em 30 nghìn. Chị nào lấy 80 chắc 80 này. Rồi lên sườn xám cho các chị này. Sườn xám này cũng size to luôn chị này. Một con họa tiết hoa cho em. Lấy chị một con họa tiết nhá. Chị nào lấy họa tiết chốt họa tiết cho em này. Họa tiết chị em cũng size lớn luôn. Chị nào L86. Mã 80 cho chị sáng này, 30 nghìn. Rồi con này L86 nhá. Mã 86 L86 cho em 20 ngàn nữa chị ơi. Mã 86 L86 cho em 20 nhá. Chị nào size to lên size hãy. Rồi mã 86 L86 cho em nhá, 20 nghìn. Rồi mã 86 L86 mang vừa cho em nhá, 20 ngàn nữa chị ơi. Lấy 86 chốt 86 này. Rồi lấy chị một mã trắng. Lấy chị con trắng cho em nhá. Lấy trắng chốt trắng này. Mã trắng cho em 10 ngàn đúng chị ơi. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng cho em 10 ngàn. Chị nào mã L72 đến 74 cho em size mỏ. Con này có độ co giãn nhẹ này. Rồi chị nào lấy trắng chốt trắng nhá. Mã trắng cho em 10 ngàn. Trắng cho em 10k. Chị nào mã L72 đến 7 họa tiết mã 86. Chị Trần Thị Tưởng. Chị ơi lấy lên số cho em nhé chị ơi. Lấy con đó lên số cho em nhé chị. Rồi lấy chị con áo này, áo này chị nào size nhỏ, áo này chị nào size S nhá. Áo này chị em chị nào size S, L6870 quay đầu, lấy mã áo cho em 10 ngàn này. Áo cho em 10k chị ơi, L6870 mang vừa cho em chị nào size nhỏ nhỏ thôi, lấy áo chất áo nhá. Mã áo cho em 10 ngàn. Áo cho em 10k chị nào L nhỏ nhỏ thôi, chị ơi, L của nó là L tầm 6870 mang vừa cho em size S thôi. Size S thôi các chị nhá, lấy chị quần vàng này. Lấy chị một mã vàng, chị nào lấy vàng chất vàng cho em. Một con họa tiết vàng nhá, lấy vàng chấp vàng cho em, vàng cho em 20 nghìn này. Vàng 20k chị nào L74 cho em, chị nào size mỏ. L74 nhá, chị nào size mỏ mang vừa, lấy vàng chấp vàng cho em, vàng cho em 20. Vàng 20k L74 các chị size mỏ này. L74 nhá, chị nào size mỏ mang vừa, lấy vàng chấp vàng cho em, vàng cho em 20 ngàn thôi. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ cho em, 52-53 ký mang vừa. 52-53 ký đội mang vừa cho em, lấy xanh chấp xanh nhá, mã xanh cho em 20. Xanh 20k chị nào 50 năm. 5253 kỳ chứ. 5253 kỳ quay đầu chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Lấy xanh chất xanh nhá, mã xanh cho em 20 nghìn này. Lấy chị một con màu đen này cho em này. Rồi con này có. Không phải. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi chị ơi. 50 kỳ quay đầu thôi nhá, con này có độ co giãn, này hàng không ôm. Con này nó có độ co giãn cho em, lấy đen chất đen này. Lấy đen chất đen cho em nhá, mã đen cho em 20. Đen 20k chị này, lấy đen chất đen cho em, đen 20 ngàn. Chị nào mà 50-52 ký thôi, con đó có độ co giãn. Cái đó là hàng form ôm chứ không phải là hàng mà chứ không phải là hàng form rộng nhá. Cái đen nó là form ôm chứ không phải là form rộng. Rồi lấy mặt đen cho em 20. Rồi con này chị nào cũng size nhỏ nhỏ đây, size SM quay đầu. Size SM luôn chị nhá, lấy xanh chất xanh cho em, mã xanh cho em 10 ngàn. Xanh cho em 10k chị nào size SM quay đầu thôi, lấy xanh chất xanh này. Rồi lấy chị một con họa tiết cho em này. Con họa tiết chị nào size to nhá. 60-65 ký mang được con này cho em. 65 ký mang vừa chị nào lấy to chất to nhé. Mã to cho em 20. To 20k chị nào 65 ký mang vừa. Lấy to chất to cho em. Mã to cho em 20 nghìn thôi. 65 ký các chị bảo được con nào cho em. Rồi lấy to chất to cho em. Mã to cho em 20 nghìn. Rồi cái này nó là khoác các chị này. Khoác này chị nào size nhỏ nhỏ thôi chị ơi. Con khoác này chị nào 50-52 ký thôi. 55 ký. Cái khoác này chị nào 55 ký độ mang vừa cho em, lấy khoác chốt khoác này. Khoác nhẹ nhẹ vậy thôi chị nhá. Mã khoác cho em 20. Khoác cho em 20k cho em, chị nào 55 ký cơ đầu cho em nhá. Chị nào lấy khoác chốt khoác này. Mã khoác cho em 20 ngàn. Khoác 20k các chị ơi, 55 ký độ mang vừa cho em, lấy khoác chốt khoác này. Mã khoác cho em 20 nghìn. Khoác 20k 55 ký mang vừa. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ cho em. Con này chị nào size nhỏ nhỏ nhá. Chị nào mà size SM thôi. Size SM mang độ L70-72 cơ đầu cho con này. L70-72 mang vừa chỉ là mã 32. Lấy 32 chất 32 cho em nhé. Mã 32 trên 30 nghìn này.
Mạ 32 30k cho em chị nào size S M. Các chị ơi tương tác bài chấm bài lên cho em với các chị nào. Sao em không thấy chị nào nữa rồi đó. Rồi chị nào lấy cái gì rồi? Lấy 32 chất 32 nhá. Mạ 32 cho em. 32 cho em là chị nào size S M thôi. Size nhỏ nhỏ thôi chị ơi. Rồi con này thằng form ôm body này. Lên cho chị một con form ôm cho em. Rồi con này lệch vai này cho em các chị nhá. Nhỏ nhỏ thôi chị ơi, con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Rồi con này chị nào sẽ ép mang vợ lấy kim sa trước kim sa trên 20 nghìn này. Kim sa 20k cho em nhé, chị nào sẽ ép mang vợ. Lấy kim sa trước kim sa 20. Kim sa cho em là chị nào size nhỏ thôi. Chân váy sau á, chân váy chị ơi, chân váy là đồng giá 50 nghìn một chiếc cho em nhé, chị mặc size gì em lên cho nào. Mặc size gì em lên cho chị ơi, chân váy là đồng giá 50k một chiếc. Chân váy nhung, rồi lấy chị con đầm này cho em này. Lấy chị một mã đầm nhá. Rồi lấy chị ơi, lấy đầm chất đầm cho em này. Đầm cho em con này có độ co giãn, các chị size lỏ 55kg quay đầu trên con này nhá. 55kg mang vừa, chị nào lấy đầm chất đầm cho em. Mã đầm cho em 20 này. Đầm cho em 20k, chị nào 55kg quay đầu cho em nhá. Chị nào size lỏ, size lỏ mang vừa, 55kg mang vừa, chị nào lấy đầm chất đầm cho em. Mã đầm cho em 20.000 thôi. Rồi con này cũng đơn phong đậm nữa, như con này chị nào size nhỏ thôi. Chị nào size L, con này cũng size L đúng chị này. M là mặc được nhá. Size M, size L quay đầu. Size M, size L mang vừa, chị nào lấy xanh chất xanh, mã xanh cho em 20. Xanh 20k cho em nhé, chị nào size M, size L mặc được này. M L mang vừa, lấy xanh chất xanh cho em, mã xanh cho em 20.000. Xanh 20 các chị ơi, size M, size L mặc được. Rồi cái này các chị mà hay đi mua cho bé này. Hai ai nhỉ? Bé nó hay đi múa, lấy cái này đi múa nhé. Bé nó 30-35kg thôi. Bé nó 30-35kg độ mang vừa cho em. Lấy bé chất bé nhé, mạ bé cho em 20. Bé cho em 20.000 này. Bé nó 30 bé nó mà 30 30kg độ mang vừa cho em. Lên cho chị một con màu hồng ruốc này. Rồi cái con hồng ruốc này nó cũng là cái gì nhỉ? Nó cũng là phát luôn các chị nhé. Chị nào lấy hồng chất hồng cho em. Hồng các chị 55kg mang vừa. Hồng 55kg mang vừa cho em. Lấy mã hồng cho em 20. Ủa sao cái bên này hôm nay nó bị sao vậy? Rồi mã hồng cho em 20 các chị ơi. Đợi em một xíu này. Hồng cho em 20.000 nhá. Con này chỉ nó 55kg thôi. 55kg quay đầu cho em con này. Lấy hồng chốt hồng cho em. Hồng cho em 20 các chị này. Ủa sao bên này hôm nay nó kỳ cục. Con ơi sạc cái điện thoại của em đi. Rồi tí nữa để mẹ sạc cái này không. Tí nữa không có pin đâu. Rồi lấy mã hồng cho em 20 các chị này. Hồng 20 nhá. À, chị nào mà 50 nhá. Năm 2, năm 3 kỳ quay đầu. Năm 2, năm 3 kỳ mang vừa lấy hồng chất hồng cho em 20. Màu hồng ruốc các chị nhá. Rồi lấy hồng chốt hồng cho em 20k nha các chị ơi. Mã hồng Rồi lấy chị một con caro này các chị này. Chị nào lấy caro chốt caro cho em, caro cho em 20.000 thôi các chị ơi. Caro cho em 20.000 thôi nhá. Lấy caro chốt caro cho em, caro các chị 55kg mang vừa. 55kg quay đầu cho em lấy caro chất caro con ơi có bị ẩn không? Rồi caro cho em 20k chị nào 55kg được mang vừa cho em. 55kg quay đầu nhá, chị nào lấy caro chất caro này. Caro cho em 20.000. Caro cho em 20 các chị ơi 55kg mang vừa cho em. Rồi lấy chị một con vàng này. Lên chị một mã vàng, chị nào lấy vàng chất vàng nhá. Lấy vàng chất vàng cho em. Rồi mã vàng cho em cũng 55kg được mang vừa các chị này. Vàng cho em 55kg mang vừa nhá, lấy vàng chốt vàng cho em 20.000 này. Hình màn hình lên thôi rồi này. Lấy cái điện thoại khác. Lấy cái điện thoại khác. Rồi lấy vàng chốt vàng cho em vàng 20, lấy chị một con sọc này. Rồi sọc này chị nào size to nhá, nó là form cánh rơi này chị này. Một con sọc chị nào size lớn 60kg mang vừa, chị nào lấy sọc chốt sọc cho em 20 này. Sọc cho em 20.000 nhá. Cái này nó là form cánh rơi cho em, chị nào 60kg độ mang vừa cho em, lấy sọc chốt sọc này. Mã sọc cho em 20k mã sọc. Sọc 20.000 nhá. Sọc là chị nào size lớn cho em. À, các chị sọc là các chị 60kg mang của cho em. Lên chị con đầm này.
Đầm này nhỏ nhỏ của bé này. Lấy chỉ một mã của bé nhá. Bé nó 20-25 kg thôi. 20-25 kg mang vừa mã bé 120.000 so với chị sáng kìa. Rồi chị nói lên mã bé nhá. Bé 120.000. Bé 20. Bé nó tầm 20-25 kg thôi. Đó còn đó của chị sáng đó. Rồi chị nào lấy bé chất bé cho em mã bé nhá. Bé là giờ bé nó tầm 20-25 kg thôi. Bé 20-25 kg mang vừa cho em. Lấy mã bé 120. Rồi các chị ơi 55 kg mang vừa cho em này. 55 kg mang vừa cho em màu xanh đen cho em cực kỳ cưng luôn. Rồi chị nào lấy mã 52. Lấy 52 chất 52 nhá. Mã 52 cho em 20.000 này. Mã 52 20k cho em chị nào. Con này các chị 55 kg thôi. 55 kg mang vừa nhá. Lấy 52 chất 52. Mã 52 cho em 20k. Rồi chị nào size to đây, 60-62 kg mặc được con này cho em này. 60-62 kg quay đầu cho em con này nhá. Hai bên là có túi này. Và đằng sau là như này cho em. Rồi lấy mã xanh cho em, 20k mã xanh này. Xanh cho em 20.000 nhá, 60 kg mang vừa. Con này có độ co giãn nhẹ cho em. Rồi lấy xanh chất xanh cho em, mã xanh cho em 20. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh 20.000 đấy chị ơi. Xanh 20k nhá, các chị 60 kg mang vừa cho em. Size to các chị. Xanh là 60 kg mang vừa. Rồi con này form Barbie doll này các chị. Một con form Barbie doll cho em. Cái này của bé. Rồi lấy chị một mặt bé này. Xanh như chị sáng kìa. Ủa con nhìn thấy à. Xanh như chị sáng. Rồi bé là 30-35 kg quay đầu nhá. Bé là 30-35 kg mang vừa cho em. Một con của bé này. Mạ bé cho em 20. Bé 20. Đúng rồi. Mạ bé 20k. Bé nào tầm 20. 3 gì nhỉ. 30-35 kg. Rồi lấy chị một con yếm. Một con yếm của bé nhá. Giờ lại hộ mạ 52. Mạ 52 là con nào? Con tìm mạ 52 cho mẹ con. Tìm lại cái mạ 52 nào. Rồi mạ đen cho em các chị này. Lấy đen chất đen nhá. Mạ đen cho em 20k mạ đen. Cái này là cái gì nhỉ? Nó là dạng yếm. Yếm của bé. Cái này là yếm của bé nhá. Bé là 35 kg cho em. 35-40 kg mang rồi. Lấy mạ đen cho em. Lấy đen chất đen nhá. Mạ đen cho em là cái gì rồi? Đen cho em 20. Đấy chị ơi mạ 52 đây. Chị nào 55 kg thôi. 55 kg quay đầu cho em này. Màu xanh đen cực kỳ xinh. Rồi lấy mạ 52 cho em 20k mạ 52 này. Mạ 52 20 nhá. Lấy 52 chất 52 cho em. Mạ 52 cho em 20.000. Rồi lấy chị một con màu cam này. Sửa chi? Nghĩa sao? Hả? Mạ không kết nối được đâu. Thì vậy như ra thì kết nối được. Rồi em lấy chị một con màu tím đấy chị này. Rồi chị Nguyễn Hồng lấy mạ 52 kìa. Nguyễn Hồng đơn ngoài này con này. Rồi chị ơi lấy tím chất tím nhá. Lấy tím chất tím cho em này các chị này. Rồi mạ tím, mạ tím. Trời ơi tím cưng quá chị ơi. Tím chị ơi 55-57 kg thôi. 55-57 kg mang vừa nhá. Lấy mạ tím cho em 20. Tím 20k chị này. Lấy tím chất tím cho em. Tím 20 chị nó 57 kg thôi nhá. 57 kg mang vừa. Lấy tím chất tím cho em. Mạ tím cho em 20.000. Tím 20k các chị 57 kg quay đầu cho em. 57 kg mang vừa. Lấy mạ tím nhá. Tím cho em 20 này. Rồi lấy chị một con hoa nhí này. Chị nào lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí cho em các chị 55 kg cho em. Hoa nhí là 55 kg mang vừa nhá. Hoa nhí cho em 20.000. Rồi hoa nhí cho em 20. Vậy ủi lại là xinh nhá. Tím với chị sáng kìa. Hoa nhí cho em 20.000. Lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí cho em 20 các chị nhá. Hoa nhí 20k. Hoa nhí là các chị ơi. Các chị là 50. Hoa nhí là cái gì rồi. 55 kg cho em. Hoa nhí cho chị sáng luôn kìa. Rồi lấy chị con hồng cho em các chị ạ. Hoa nhí không, không phải con đó đây, hoa nhí đâu. Hoa nhí đây này. Rồi lên trên một mặt đen này. Rồi ơi, đen cho em nhé, 60 kg mang vừa, chị nào size to đây. Lấy đen chất đen cho em, đen cho em 20. Đen chị nào lấy đen chất đen nhá. Mạ đen cho em 20.000 các chị này. Đen 20k cho em, các chị ơi nhỉ, cái này là hàng form rộng nhá, không phải là hàng form ôm. Rồi lấy mạ đen cho em 20.000. Đen 20 các chị nhá. Lấy đen chất đen cho em 20.000 mạ đen này. Rồi chị ơi lấy chị con áo len này xinh này. Mạ đen cho chị sáng luôn. Rồi lấy chị một con hàng áo len cho em nhá. Áo len chị nào nó là form cảnh dơ cho em. Chị nào 60-65 kg mặc được.
60, 65 thì mang được con nào chị em? Chị là mạ 88. Mạ 88 cho em nhé. Mạ 88 cho em 50k, mạ 88 này. Mạ 88 cho em 50, chị nào 60, 65 thì mang của hàng anh dơ cho em. Nó phối cho em cực kỳ lạ luôn. Rồi lấy mạ 88 cho em 50k, mạ 88 nhé. Mạ 88 cho em 50 này. Mạ 88 cho em 50k cho em. Con này là các chị mà tới nhá, 60, 65 ký vừa. Tại vì nó là, nó là form cánh rơi cho em. Một con form cánh rơi cho em lấy 88 chốt 88 nhé. Ôi chị ơi, con trắng ấy chị em này. Trắng hay vặt ngắn vặt dài? Một con trắng vặt ngắn vặt dài cho em chị này. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trời ơi, lấy chị con kiểu. Kiểu này chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Rồi chị ơi, lấy mạ trắng nhá. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng chị 55kg mang vừa. Trắng cho em 55kg có đầu cho em nhá. Lấy trắng chốt trắng. Mạ trắng cho em 20.000 này. Trắng 20k các chị 55kg đội mang vừa thôi. Lấy trắng chốt trắng nhá. Mạ trắng cho em 20. Trắng cho em 20.000 các chị 55kg có đầu cho em. Rồi chị lại lấy chị con này size to nữa này. Rồi chị nào 60kg có đầu cho em. Màu ghi cho em nhá. Lấy chị con size to. Nó là phong cảnh dơ nữa này. Rồi con này cho em, chị nào lấy mã, em chào chị Lê Nguyễn này. Rồi lấy mã 255. Lấy 255 cho em nhé, 20k mã 255 này. 255 cho em 20.000 cho em, chị nào 60kg mang vừa. Cái này là form cánh rơi cho em, lấy 255 chất 255 nhé. Mã 255 cho 20. Chị nào mà 60, 62kg mang vừa cho em. 60 cho tới 62kg mang vừa, lấy 255 chất 255 này. 255 cho em 20.000 thôi nhé. Rồi lên tiếp chị con lụa này nữa này. Lấy chị một mã lụa nữa, lụa này cũng size to luôn. 255 cho chị sáng 20 kìa. Rồi một con lụa màu ghi nhé, các chị ơi 60kg đội mang vừa cho em. Đúng rồi, 60kg mang vừa lấy mã lụa, lụa cho em 20. Lấy lụa chất lụa cho em, lụa cho em 20.000 nhé. Lụa 20 cho em chị nào 6. 60kg mang vừa, lấy lụa chất lụa cho em, lụa cho em 20.000 này. Mã lụa 20 nhé, các chị ơi 60kg mang vừa. Rồi lấy chị con trắng này, nó có nón này. Trắng này size to chị này. Này là khoác nhá. Lên xem con khoác cho em. Lấy khoác chốt khoác đi. Khoác cho em 57kg quay đầu. 57kg mang vừa nhé. Chị nào lấy khoác chốt khoác. Mạ khoác cho em 20.000 này. Khoác 20k nhá các chị 57kg. Khoác là 57kg thôi các chị ơi. 57kg quay đầu lấy khoác chốt khoác nhá. Mạ khoác cho em 20.000. Rồi cái này nó dạng suông suông này. Một con áo suông cho em nhá. Form to. Đằng sau là nó như này cho em. Cái này là cũng là hàng nhung luôn. Rồi lấy mã đỏ trên 30k. Đỏ 30 các chị nhá. 60-65kg vừa. 60-65kg mang vừa lấy mã đỏ. Đỏ trên 30. Đỏ trên 30.000. Cái này là khoác áo nhung. Áo nhung mà nó dạng là dạng xuông xuông ấy. Rồi lấy mã đỏ cho em. Đỏ trên 30k mã đỏ thôi. Đỏ 30. Chị nào mà 60-65kg mang được. 60-65kg mang vừa lấy mã đỏ. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ này. Rồi con này chị nào 55kg cho em size L. Đỏ cho chị sáng kìa. 55kg nhá, chị nào size L mặc được con này cho em. Đỏ đây, 30. Rồi 55kg mang vừa cho em. Này mặc bệt vai chị ơi. 55kg mang vừa, chị nào size L mang vừa cho em con này này. Rồi chị lấy mã 254. Lấy 254 chất 254 nhá. Mã 254 cho em 20.000 thôi. 254 20k cho em. Chị nào mà 55kg quay đầu không các chị nhá. 55kg mang vừa lấy 254 chất. Chất 254 này. 254 cho em 20. 254 cho em 20.000 thôi các chị ơi. Lấy 254 chất 254. 254 cho em 20k nhé. Chị nào 55kg cho em size L. Rồi lấy chị con này là form ôm này. Có độ co giãn cho em. Một con hoa nhì cho em. Chị nào sẽ S, M, size L nhé. S, M, L mang vừa cho em. Nó có độ co giãn. Rồi chị nào lấy hoa nhì chất hoa nhì. Hoa nhì cho em 20.000. Hoa nhì 20k S, M, L mặc vừa nhé. S, M, L mang vừa. Lấy hoa nhì chất hoa nhì. Hoa nhì cho em 20 thôi. Hoa nhì 20k S, M, L mặc được nhé. Nó có độ co giãn cho em. Rồi cái con đen này cũng là form ôm luôn các chị này. Có độ co giãn cho em này. Rồi con này chị nào 50-52kg cho em nhé. Chị nào E74 cho em size bờ. Con này có độ co giãn nhẹ. E72-74 mang vừa cho con này. Chị nào lấy đen chất đen nhé. Mạ đen cho em 20 này. Đen 20k cho em. Chị nào sẽ SM E72-74 mặc đủ. E72-74 quay đầu cho em nhé. Lấy đen chất đen cho em. Mạ đen cho em 20.000 thôi. Đen 20k E72-74 cho em. Chị nào size mờ. Size mờ cho em nhé. Có độ co giãn. Rồi các chị này. Lên chị một con màu cam cho em. Rồi con này chị nào F74 cho em size M này, hàng lỡ nhá. Một con hàng lỡ chị nào sẽ size M 52-53kg mang vừa cho em. 52-53kg mang vừa cho em. Con này chị lời mã 114 này. Mã 114 cho em nhá, 20.000 mã 114 này. Mã 114 cho em 20.
Lấy 114 chất 114 cho em. 114 cho em 20 ngàn nữa chị ơi. 114 cho em 20k. Màu xanh nhá. Làm nó hồng rồi. Chị nào lấy 114 chất 114 nhá. 114 cho em 20. Rồi các chị ơi, size to này, 60kg mang vừa cho con này. À, nó có gắn cái gì nhỉ? Nó có thêu nhá. Những cái như nhí này là thêu các chị này. Rồi mã to cho em 20, chị nào 60kg mang vừa, lấy to chất to cho em nhá. Mã to cho em 20.000 này. To 20k các chị ơi, 60kg các chị mặc được. 60kg mang vừa cho em, lấy to chất to cho em. Mã to cho em 20.000, lấy chị con này thêu nữa này các chị này. To cho chị sáng kìa. Rồi cái áo này nó dạng như áo cổ trang cho em chị nhá. Rồi chị ơi, các chị cột cái phần dây này cho em. Em xem nó là size gì nào. Cái này dạng như áo cổ trang, các chị phối với chân váy. Là 114. 114 đâu con cho chị Nguyễn Hồng kìa. Rồi chị ơi, con này cho em. Nói chung là dây dợ và các chị tự xử cho em nhé. Về tự cột cho em. Rồi 55kg đâu các chị này. 55kg mang vừa lấy mã theo. Theo cho em 20.000 nhá. Mã theo 20k. 114 độ dưới này. Đây này. 114 20. Rồi chị nào lấy theo chất theo cho em. Mã theo cho em 20 ngàn này. Theo cho em 20 nhá. Chị nào mà 55kg thôi. Cái này dạng như là áo của cổ trang á. Về các chị phối chân váy đồ cho em nhá. Cực kỳ xinh luôn. 55kg mang vừa lấy mã theo. Theo cho em 20 ngàn. Lấy theo chất theo cho em nhá. Theo cho em 20k mã theo thôi. Lấy chị một con caro này. Rồi chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro hàng sơ mi. Caro cho em chị nào 55-57kg thôi. 57kg quay đầu nhá. Lấy caro chất caro cho em. Caro cho em 20.000 này. Caro cho em 20k cho em các chị 57kg quay đầu. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi. À thì 57kg thôi. 57kg mang vừa nhá. Lấy theo à, lấy caro chất caro cho em. Caro cho em 20. Lấy cho chị một con màu hồng. Rồi một con hồng hàng sân nách. Chị nào có ưng hàng sân nách không các chị này. Một con sân nách cho em nhá. Rồi các chị ơi, 60kg mang vừa. Chị nói hồng chất hồng. Mã hồng cho em 20. Hồng cho em 20.000 mã hồng này. Chị nói hồng chất hồng nhá. Hồng cho em 20k. Mã hồng cho em hồng 20. Rồi chị này con này cho em nhá. Đằng sau là trơn này. Đằng trước là như này cho em. Các chị 55kg thôi. 114. Rồi chị ơi chốt rồi đó chị ơi. 114 chốt cho chị Hồng. Chị Nguyễn Hồng rồi đó. Rồi chị nào 55kg cho em nhá. Này cánh rơi chị này. 55kg mang vừa cho con này. Đằng trước là con nút này. Đằng sau là nó đá, đằng trước là đính cái hạt này cho em nhé. Còn đằng sau là trơn. Rồi con này chị nào lấy mã 06. Mã 06 cho em 55kg mang vừa. Mã 06 cho em 20. Lấy 06 chất 06 nhé. Mã 06 cho em 20.000 thôi. 06 20k là 06 là các chị 55kg mang vừa nhé. 55kg mang vừa lấy 06 chất 06 này. 06 cho em 20.000. Rồi lấy chị con dây này. Em nhớ nè. Rồi con này cho em là chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Em chào chị Quyên Lê này. Rồi lấy chị con này cho em chị nào cái gì rồi. 52-53kg chứ. 52-53kg mang được con này cho em nhé. 52-53kg mang vừa cái phần dây này có tăng đôi. Các chị thích dài thích ngắn thì chỉnh phần dây này cho em nhé. Rồi chị nào lấy mạng 44. Lấy 44 chất 44 cho em nhé. Mạ 44 trên 20k này. Mạ 44 trên 20.000. Chị nào lấy 44 chất 44 nhé. Mạ 44 20.000. Chị nào 52-53kg thôi. 52-53kg mang vừa lấy chị một con chấm bi này. Lấy bi chất bi nhé. Mạ bi cho em. Rồi bi ở phần eo có độ co giãn à, các chị 55kg mang vừa cho em nhé. SML mang vừa lấy mạ bi trên 20. Lấy bi chất bi cho em bi 20. Mạ bi cho em 20k nhé. Chị nào mà 50 nhá. Bi là 55kg thôi. Bi là 55kg cho em nhé. SML quay đầu. Rồi cái con đen này chị em nó khoác nhẹ vậy này. Rồi đen là như này các chị nhá. Rồi các chị ơi, 55-57kg vừa, cái phần nách của nó hơi bị rộng luôn. Rồi 57kg mang vừa lấy mạ đen cho em 20.000. Đen 20k chị nhá, lấy mạ đen cho em. Cái này là nó dạng khoác nhẹ như vậy thôi các chị nhá. Lấy mạ đen cho em 20 này. Lấy đen chất đen cho em, đen cho em 20. Đen cho em 20.000 các chị nhá. Mạ đen, đen cho em 20.000.
Đen 20k chị em, chị nào mà tầm cỡ 57kg mang vừa. 57kg quay đầu lại đen thấp đen cho em, đen 20. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ này, 50-52kg mặc được con này cho em. 50-52kg mặc được con này cho em nhá. Lấy mã 04, lấy 04 chốt 04 cho em, 04 cho em 20.000. 04 cho em 20k. Chị nào là 57kg. Ai nhỉ? 50-52kg chứ. Con nói chị nào 50-52kg mang vừa thôi nhá. Lấy 04 chốt 04, 04 cho em 20. Chị nào size nhỏ. Rồi con này chị nào size to đây, 60-65kg mặc được. Rồi mã to cho em 20.000 nhá. Mã to cho em 20, chị nào lấy to chốt to cho em, to 20k này. 60-65kg mang được cho em con này. Form thể thao chị nhá. Mà con form thể thao cho em chỉ là size lớn, 60-65kg mang được con này cho em. Rồi lấy mã gì rồi? Mã to. To cho em 20. Mã to. To. To cho chị sáng kìa. Rồi lấy chị con tiểu thư này. Lấy chị một mã tiểu thư nhá. Chị đó lấy tiểu thư chắc tiểu thư. Tiểu thư nó là vải nhung cho em này. Tiểu rồi con này co giãn. To hết to rồi chị ơi. Cái con này là các chị từ size M, L, XL, nói chung là từ L70 đến L82 mang được nhá. Phần này nó có độ co giãn cho em. Rồi tiểu thư cho em 30.000. Tiểu thư 30 các chị nhá. Lấy tiểu thư trước tiểu thư cho em. Tiểu thư cho em 30.000. To, to sau rồi chị ơi. Chị kia lấy trước rồi. Sau mất tiêu rồi. Rồi tiểu thư cho em 30. Tiểu thư 30 nhá. Các chị từ L70 cho đến L82-84 đều vừa nhá. Nó có độ co giãn cho em phần eo. Rồi tiểu thư chất tiểu thư cho em, tiểu thư cho em 30.000. Ồ ồ các chị ơi dễ thương chưa? 55kg cho em nhá. Con. Con này chị nào 55kg mang vừa cho em. Rồi chị nào lấy xinh chất xinh nhá, mã to hết rồi chị ơi, hết to rồi. Trần thị trưởng tưởng của. Hết rồi chị ơi, mã to hết các chị ơi. Rồi chị nào lấy xinh chất xinh nhá, mã xinh cho em 55kg mang vừa cho em. Mã xinh trên 20.000. Trời ơi, con này xinh lắm mà các chị không ưng là trời. Con tâm. Lấy mã xinh trên 20. Chị nào lấy xinh rất xinh cho em, xinh trên 20.000. Chị nào mà 50 nha, 55kg thôi các chị này. Rồi con này chị nào cũng 55kg cho em con này nhá. 55kg độ mang vừa cho em con này. Chị là mã 315. Lấy 315 chất 315 cho em, 315 trên 20.000 này. 315 20k nhá. Chị nào 55kg cho em thôi các chị ơi. 55kg quay đầu lấy 315 chất 315. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào 50-52kg mang được. 50-52kg mang vừa cho em nhé. Lấy hoa chất hoa này. Mã hoa trên 20. Hoa trên 20.000. Chị nào mà 50-52kg quay đầu thôi. Lấy hoa chất hoa nhé. Mã hoa trên 20. Hoa 20k cho em. Chị nào 50-52kg quay đầu cho em không? Size chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhỏ 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 xinh xinh ấy chị ơi, lấy hoa chắc hoa cho em. Mạ hoa, mạ hoa. Cái này thôi đây làm gì ạ? Lộn hơi làm gì ạ? Dài quá chị ơi. Con mặc thế nào mà cái đàn bóng rồi mặc. Ngân máu kho. Rồi con này chị này cũng size nhỏ nhỏ cho em này. Rồi chị ơi, 55kg cho em nhé. 55kg có đầu cho con này. 55kg đội mang vừa cho em. Chị nói mạ 47, lấy 47 chất 47 này. Mạ 47 chất 20.000. Mạ 47 20k nhé, chị nói 55kg đội mang vừa cho em. Lấy 47 chất 47, 47 chất 20. 47 chất 20.000 nhé chị nhé. Mạ 47 20k cho em, chị nào mà 50. Năm mấy đâu rồi? 55. Mạ 47 55kg cho em, chị nào lấy 47 chất 47. Rồi đây chị nào 60kg mang vừa đây. Size to nhé. Con này chị nào 60kg mang vừa cho em, chị nào mạ 526. Mạ 526 cho em nhé, 20k mạ 526 này. Lấy 526 chất 526. 526 chân 20. Chị nào mà tới 60kg mang vừa cho em, size lớn. Em lên cho chị một con cái gì nhỉ? Cổ trang này. Rồi chị nào lấy mạ 117 này. 117 cho em nhé, con này là hàng nhung. Nhưng mà con này các chị size M. Size M, size L nhé, có độ co giãn cho em. 55kg mang vừa cho em. Mã 11, mã 107 này. Lấy 107 chắc 107. 107 cho em 50k, 107 nhé. 107 cho em 50. Cái này kiểu như họ cái gì nhỉ? Halloween à? Halloween.
Halloween. Rồi con này chỉ là size nhỏ. Có cái kim này. Rồi con này chỉ là set thôi, size nhỏ thôi nhá, set mang của này. Lấy hồng chốt hồng. Lấy hồng chốt hồng nhá, hồng trên 20. Cosplay. Hồng trên 20k nhá, hồng này là chị nào mà set thôi, size nhỏ thôi, lấy hồng chốt hồng trên hồng 20. Mã hồng trên 20.000. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi các chị ơi, nhỏ nhỏ thôi. Lấy hồng chốt hồng em, hồng trên 20k. Hồng hồng 20, lên cho các chị một con màu nu này. Lên chỉ một mã nu nhé, chỉ là lấy nu chất nu cho em. Cắn lên cho tôi để thấy đây. Nên là chẳng rồi nu cho em, nu là chị nào mà eo đến 72-74 cho em size mở. Cái phần này là theo này. Rồi lên mã nu cho em 20 nhé. Hồng cho chị Thành Hưng, chị Thành Hưng ơi lấy lên số cho em mình chị Thành Hưng này. Rồi lấy nu chất nu nhé. Nu cho em size mở mặc được, mã nu cho em 20. Nu cho em 20.000 này, chị nào size mở cái đầu nhé. Có chuyện gì nữa không? Mạng nu 20.000. Nu cho em là chị nào sẽ xem mở quay đầu thôi. Lấy nu chốt nu cho em. Nu cho em 20. Nu 20 nhé. Chị nào sẽ xem mở mặc được lấy nu chốt nu cho em. Ôi chị ơi con trắng này dễ thương này. Trắng cho em 55kg đội băng vừa cho em nhé. Không 57kg. 57kg mang đồ chị nào lấy trắng chốt trắng này. Mã trắng cho em 20.000 này. Trắng 20k nhé. Các chị 57kg đội băng vừa cho em. Cái gì hấn? Này cái ống hút này ấy. Rồi lấy mạng trắng 20 các chị này. Lấy trắng chắc trắng cho em. Trắng cho em 20k nhá. Không 20 cho chị kìa. Trắng cho Trần Thị Tưởng. Lên số con kìa. Các chị lên số thứ nào? Trắng này chị đã có đơn rồi. Ừ, bây giờ mới có đơn. Lấy chị một mạ bi cho em các chị ơi, lấy bi chất bi nhá. Bi cho em 55kg mang vừa. Mạ bi cho em 55kg mang vừa, chị nói mạ bi cho em, bi cho em 20 này. Bi 20k cho em các chị 55kg cho em nhá. Lấy bi chất bi cho em, bi 20. Bi là các chị 55kg mang vừa. Lấy cho chị một con kim sa này. Kim sa cho nó cũng là phong lửng luôn, chị nào size nhỏ luôn đấy chị này. Kim sa cho em size nhỏ nhá. Kim sa cho em 20 chị nào sẽ. Chị Thành Hưng, Thành Hưng là lấy hồng đúng không? Hồng 20. Hồng là cái quần á. Còn trắng là có chị Trần Thị Hưởng Tượng. Trắng là áo. Rồi mã kim sa cho em 20.000, chị nào size nhỏ thôi sẽ thôi nhá. Kim sa cho em 20, lấy kim sa chút kim sa cho em. Kim sa 20k. Rồi con này chị nào cũng size nhỏ cho em sẽ SM mặc đồ này. SM quay đầu nhá, nó có rách nhẹ đấy các chị này. Size SM quay đầu cho em con này. Chị lấy mã xanh, xanh 20 các chị nhá. Mã xanh trên 20.000, SM quay đầu thôi. Chị nào xanh nhỏ nhỏ thôi. Sẽ SM quay đầu. Bụi bắn quá trời bắn hết rồi. Chị nào lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh trên 20. Mã xanh 20k nhá. Chị nào xanh nhỏ thôi. Sẽ SM quay đầu thôi các chị này. Rồi bác chị ơi, về các chị tự cột cho em nhé. Như nó cột như này này. Nói chung là nó cột như nào đó. Có cái nét cột cho em. Có cột nhá, con này có độ co giãn cho em chị này. Kìa, cột ở trong kìa trời. 60kg quay đầu cho em con này nhá. Đấy chị này. Nói chung là về các chị tự xử cho em nhá. 60kg độ mang cột cho em, lấy mã to. Cái này là vải nhung các chị nhá. Con này nó là hàng nhung cho em. Rồi mã to trên 30. Mạ to trên 30k, chị này lấy to chất to nhá, to 30. Chị nào 60kg quay đầu cho em, nó có độ co giãn. 60kg mang vừa, lên chị một con chân váy len này. Một con chân váy len cho em, đằng sau nó sẽ nhẹ lên cho em. Vàng trước nó như này cho em nhá. Ủa sao bên kia to cho chị sáng kìa. 30. Rồi lên chị một con chân váy len cho em các chị này. Một con chân váy len nhá. Rồi con này chị là mã 12. Mã 12 cho em 20.000. Con này là dạng chân váy bút chì nhá. Các chị sẽ SM thôi. Này là hàng len cho em. Rồi lấy mã 12 trên 20. Chị nào size nhỏ thôi sẽ SM quay đầu nhá. Lấy 12 chất 12. 12 trên 20. 12 20k cho em. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi sẽ SM quay đầu thôi các chị ơi. Nhỏ nhỏ thôi nhá. SM mang được. Rồi lấy chị con này có độ co giãn này. Size lớn thôi. 60-65kg mặc được.
Sò mưa 65 thì mang được con này cho em nhá. Cái phần nút này về các chị may lại giùm em con này. Về may lại giùm em cái này nhá. Rồi 65 kg mang hộ cho em, chị nào lấy mã 307. 307 trên 30k 307 này, 307 trên 30. 307 trên 30.000 nhá, chị nào 60 65 kg quay đầu, màu xanh nhẹ nhẹ cho em chị này. Lấy mã 307 trên 30.000. Các chị ơi 60 kg quay lại, quên đất. 60 kg rồi lại mang hộ cho con đó chị nhá, size to. Con đó chỉ là size lớn lớn cho em, 60 kg mang vừa. Lấy mã gì rồi? 37 à? 37, 30 cho chị sáng chưa? Rồi con đỏ này hàng phân xuông này. Đỏ này các chị 60kg luôn. Đỏ này cũng 60-62kg nhá. Nó là vải ren cho em. Ủa con này có thay đổi thế nào? Thay đổi gì? Quần. Quần mới mặc vậy nhá. Rồi mã đỏ cho em 30. 60-62kg cuối đầu lấy mã đỏ. Đỏ trên 20, đỏ trên 30.000 này, đỏ 30k nhá. Con Huy. Mã đỏ 30 chị nào 60 62 kg mang được. Đỏ ok. Đỏ nó vải ren cho em nhá, đơn giản thôi mà xinh. Rồi lấy mã đỏ cho em đỏ 30 các chị này. Rồi đây chị ơi, 60 65 kg nữa này. Cái này nó hàng nhung nhá, đỏ cho chị sáng 30. Rồi con này các chị 60 65 kg luôn các chị này. Lấy mã 42. Mạ 42 cho em nhé, 30k mạ 42 này, lấy 42 chiếc 42. Mạ 42 trên 30, chị nào 60-65kg có đầu, cái này hàng nhung luôn các chị nhé. Có chụp đổ hơn rồi. Rồi lấy mạ 42 trên 30.000. Mạ 42 trên 30, chị nào 60-65kg vừa. Con đó là size to cho em, 60-65kg mang đụng á. Lấy mạ 42 cho em này. Mạ 42 trên 30. Xinh mà. Rồi con này chỉ là size to luôn, hàng cánh rơi các chị nhá. Một con cánh rơi cho em chỉ là size lớn. 60-62kg mặc được con này tiếp các chị này. Lấy mã 18, mã 18 cho em 20.000. Mã 18 cho em 20 nhá các chị nhá. Lấy 18 chất 18 này. Mã 18 20k, phong cánh rơi các chị ơi. Lấy 18 chất 18, 18 20. Ủa cái con mã gì rồi? Mã 42 không chị nào lấy hết vậy các chị ơi. Mã 42 xinh lắm không chị nào lấy hết vậy. Mã 42 cho em xinh lắm luôn các chị nhá. Lấy cái con đỏ này nó dạng khoác này chị này. Ủa sao cái nick bên kia hôm nay nó làm sao? 18 nó chị sáng kìa. Ôi chị ơi, một con áo khoác ngủ cho em. Dạng là khoác ngủ nha các chị nhá. Rồi con này cho em các chị này, 55kg cho em. 55-57kg vừa, lấy mã khoác. Cái đó 20. Mã 18 là 20. Rồi mã khoác cho em 20k, con này là hàng lụa các chị nhá. Con này nó vải lụa luôn, khoác này khoác ngủ cho em. Mã khoác cho em 20. Lấy khoác chốt khoác cho em khoác 20. Rồi chị ơi, co giãn cho em thoải mái nhá. SML quay đầu này. Lấy mã 19 cho em 20.000. Nó bị dơ xíu về giặt giùm em này. SML mang vừa, co giãn cho em thoải mái này. Lấy 19. Mã 19 cho em 20.000, mã 19 nhá. 19 20k. Size S, M, size L đều vừa hết các chị nhá. Khoác của ai? Khoác màu đỏ kìa. Khoác của ai? Khoác cho chị tưởng. Ôi mẹ em thấy rồi. Khoác 20.000. Rồi con này chị nào size nhỏ thôi sẽ SM nhá. Lấy mạng 500 này. Mạng 500 cho em 20.000 này. 500 20k thôi sẽ SM mang được nhá. SM quay đầu lấy 500 chất 500. 500 cho em 20.000 nhé, chị ơi, SM mang của cho con này. Ủa sao cái bên này nó làm sao không thể làm bài. Lấy 500 cho em 20.000, chị nào sẽ SM thôi. Em đừng bắt tương tác lên được rồi. Em lời thoại em cái. Mượn thôi. Rồi 500 cho em 20.000 thôi các chị ơi, lấy 500 chốt 500 cho em. Rồi em lấy cho các chị một con họa tiết này. Lấy chị một con họa tiết nhá. Họa tiết này, này chị nào size nhỏ thôi sẽ thôi, L6870 thôi các chị này. L6870 mang vừa, chị nào size nhỏ thôi nhá. 48kg bắt đầu cho con này, lấy họa tiết chốt họa tiết. Họa tiết cho em 20.000 này. Họa tiết 20k nhé, chị nào lấy họa tiết chốt họa tiết cho em, họa tiết cho em 20. Họa tiết cho em 20.000. Rồi lấy sự con đầm nhung này dễ thương cho. Nhỏ nhỏ cho em nhé.
Ồ, con này ở ống tay nó bị lem màu chị ơi, em có một con khác nữa. Rồi cái phần cái con này ở ống tay nó bị lem màu nhẹ chị nhá. Cái con này ở phần ống tay nó bị lem màu nhẹ cho em, con này chị nào lấy mã lỗi, lỗi cho em 20 các chị 55 ký cho em. À quên, không phải 55 ký. À, cái gì nhỉ? 50 52 ký. 50 52 ký quay đầu thôi các chị nhá. Lấy mã lỗi cho em, lỗi cho em 20.000. Cái này nó là mẹ chào chị kia chưa? Chào ai? Thùy Vân. Chị Thùy Vân á, mẹ đâu thấy ai đâu. Không thấy ai nữa rồi. Rồi có ai chị nào lấy mã gì rồi? Nó bị lem màu nhá, lấy mã lỗi cho em 20. Nhà chị nào mà 55 ký mang vừa em chào các chị nhá, em chả nhìn thấy em ai nữa các chị ơi, nó bị ẩn kiểu gì không thấy nữa rồi. Chị Vân bên nào? Không thấy. Mình làm comment nữa không chưa? Em chào chị Thùy Vân này, không nhìn thấy các chị ơi, bị ẩn. Rồi lấy chị con đỏ cho em hàng đuôi cá này. Một con đỏ hàng đuôi cá cho em nhé. Con này chị nào E78, size lò lớn này. E7678 quay đầu nhé, chị nào size lò lớn mang của, lấy mã đỏ cho em. Đỏ cho em 30, đỏ cho em 30 ngàn nhé, chị nào mà 55 ký cho em size lò lớn cho em. E7678 quay đầu, lấy mã đỏ, đỏ cho em 30 cái chị này. Mã đỏ cho em 30 nghìn này. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 30k. Lấy đỏ chất đỏ cho em nhé, đỏ cho em 30 ngàn đúng chị này. Đỏ cho em là các chị cái gì rồi? Đỏ cho em là các chị 50 55 ký quay đầu cho em nhé. Rồi lấy chị con này hàng phong xuông này. Lấy chị một mã xuông cho em, xuông là các chị cũng 55 ký thôi, size L thôi nhá. Nhìn nó to vậy thôi nhưng mà các chị size L thôi. Lấy mã xuông cho em 20. Lấy xuông chất xuông cho em nhé, mã xuông 20k. Con này chị em các chị 55 ký mang vừa cho em, lấy xuông chất xuông này, mã xuông cho em 20.000. Xuông 20.000 nhé, chị nào 55 ký quay đầu. Một con hàng phong xuông cho em. Rồi con này chị là size lớn đấy, lấy mã trắng này. Lấy trắng chất trắng nhá, trắng cho em nó có độ co giãn. Con này chị là size L. Rồi trắng các chị ơi, L80 cũng mang vừa luôn, lấy mã trắng này. Lấy trắng chất trắng cho em nhá, mã trắng cho em 10.000. Trắng cho em 10.000 các chị ơi, lấy trắng chất trắng nhá, trắng cho em 10k. À, trắng là các chị L80 quay đầu cho em nhá, size lợi ích là được, nó có độ co giãn cho em. Rồi lấy trắng chất trắng này. Trắng cho em các chị 60 L80 quay đầu cho em có đỏ. Lấy cho chị một con màu cam này. Con này chị em các chị 55 57 ký mang vừa nhá. Cái này nó có độ co giãn cho em, 55 đến 57 ký quay đầu. Chị nào lấy mã 42 cho em 20k này. 20k mã 42 nhá, lấy 42 chất 42. Mã 42 trên 20. Mã 42 trên 20.000. Mã 42 là các chị 55 đến 57 chị mặc được nhé, tại vì nó có độ co giãn cho em. Trắng của ai? Trắng cho chị Thùy Vân này. Chị Thùy Vân ơi, lên số cho em với. Rồi, mã 42 cho chị Sáng kìa. Trắng là 10.000, mã 42 là 20. Rồi lấy chị một con hoa tím nhá. Lấy chị con hoa tím này, hoa tím thì chị nào L72, 74 cho em size M. Chị lấy mã tím. Tím cho em 10.000 các chị nhá, tím 10k. Nó có hàng nút bên hông này. Rồi mã tím cho em 10.000. Chị nào F72 về tiêu quay đầu, lấy mã tím nhá. Tím cho em 20k mã tím này. À tím hạ, tím 10.000 chứ. Mã tím 10.000 thôi. Chị nào lấy tím cho tím nhá. Mã tím cho em 10.000 các chị ơi. Rồi con này chị nào size nhỏ này, sẽ size M. Nhỏ nhỏ chị nhá, lấy mã sọc. Trời ơi, dập ly nhỏ nhỏ chị này. Rồi mã sọc cho em 20, chị nào sẽ SM quay đầu cho em con này, lấy sọc chốt sọc, mã tím với chị Ngọc lên chị. Tím là 10.000. Rồi sẽ SM thôi nhá, lấy mã sọc với sọc hay trắng cũng được. Lấy điện thoại đi nào. Thôi cái con kia. Này. Rồi chị ơi, lấy mã sọc cho em nhá, 20k thôi, lấy sọc chốt sọc, sọc này là sẽ SM thôi, size nhỏ nhỏ thôi. Cái này cho chị Sáng này, quên này. Cái gì người? Đi nào. Rồi lên cho chị con caro. Cái tím của chị Ngọc lên mà còn nhét vào đó nữa. Rồi lên chị caro. Chị nào lấy caro chất caro. Caro L74 cho em size M. Caro cho em 20, tím 10.000. Caro L72 cho em size M nhá. Rồi caro cho em 20k. Caro 20k L72 74. Chị nào lấy caro chất caro. Caro cho em 20.000 thôi. Caro 20k chị nào L72 74 cho em size M nhá. Lấy caro chất caro này.
Caro cho em 20k luôn, trời ơi. Rồi con này dễ thương này. Con này cũng size M luôn. Con này cũng L72-74 nhá. Rồi mã 74 đi. Mã 74 L74 cho em 10.000. Mã 74 L74 cho em nhá. 10.000 chị nào lấy 74 chấp 74. Mã 74 L74 cho em 10.000 đó các chị ơi. Mã 74 L74 cho em 10k. Rồi lấy chị con đen này. Lấy mã đen nhá. Lấy đen chấp đen cho em. Mã đen cho em 20. Đen 20k các chị ơi. L72 cho em size M. L72 cho em size M. Lấy mã đen. Đen cho em 20.000 này. Đen 20k L72 các chị size M nhá. Lấy đen chấp đen cho em. Đen 20. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Hàng này hàng săn lách. Chị nói xanh chất xanh này. Mã xanh cho em nhá. 10.000. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh cho em 10k các chị ơi. Rồi con này cũng L70-72 cho em size bò. Con này có độ co giãn nhẹ một xíu này. 74 của ai? 74 cho chị Thùy Vân. 74 là con này má. Cái đó là con đen. 74 là 10.000. 74 là 10.000. Rồi lấy mã xanh cho em 10.000 chị này. Xanh cho em 10k nhé. Lấy xanh chất xanh cho em. Mã xanh, xanh xanh 10.000. Xanh là chị nào L72 cho em size mỏ. Rồi lấy chị con trắng này theo chị này. Rồi lấy mã theo cho em 20. Lấy theo chất theo nhé. Theo 20k L72-74 cho em size mỏ. Vừa là theo này, vừa có hàn nút của chị này. Rồi lấy mã theo cho em SM quay đầu. Lấy mã theo cho em 20.000 thôi. Theo 20k chị nhé. Lấy theo chất theo này. Theo cho em 20. Theo là chị nào mà L72-74 mặc được. 72-74 quay đầu. Rồi lấy chị con hồng này này. Con hồng này cũng là hàng theo nhé. Cái này nó hàng vải gen. Nó là gen S cho em này. Rồi con này cũng size M luôn. L72 mang vừa. Rồi lấy mã hồng. Hồng cho em 10.000. Hồng cho em 10.000 chị nhé. Lấy hồng chất hồng cho em. Hồng cho em 10.000 thôi. Chị nào mà L72 cho em size M. 72 size M mang vừa. Lấy mã hồng. Hồng cho em 10.000 nhé. Cố cho con vàng này. Vàng chị nào size to cho em. Vàng chị nào size LXL. Vàng là LXL quay đầu nhé. Lấy mã vàng. Vàng cho em 20 này. Vàng 20k các chị size LXL quay đầu nhé. Lấy vàng chắc vàng cho em. Mã vàng cho em 20.000. Vàng là các chị size LXL mặc đồ. Vàng là LXL quay đầu nhé. Rồi lấy chị con đen này. Cái dây này các chị dài ngắn thì các chị cột cái phần này cho em nhé. Xả theo ai? Thùy Vân. Vậy là chắc có theo được đâu. Vàng chị sáng kìa. Vàng chị sẽ sáng 20. Chị ơi chị đâu có lấy theo đâu mà xả theo ta. Hay là chị lấy theo à? Hay là chị lấy theo chị ơi chị Thùy Vân. Em đã thấy chị chấp theo đâu. Rồi chị ơi cái phần dây về các chị tự cột nhá. Nhỏ nhỏ thôi chị nào 52-53 kỳ quay đầu chị con này. 52-53 ký mang vừa con này cho em nhé. Lấy mã đen cho em 20.000 này. Đen 20k các chị dây thích thích dài thích ngắn thì về cột cái phần dây này cho em. Rồi lấy mã đen cho em 20. 52-53 ký bắt đầu thôi các chị ơi. 52-53 ký mang vừa. Vàng hết. Hả? Vàng hết. Vàng hết. Hết vàng rồi các chị ơi. Rồi lấy chị một con caro màu tím này. Lấy chị một con caro màu tím nhé. Một con màu tím cho em hàng lỗ. Cái này hàng caro cho em, rồi lên mã tím. Tím trên 20k thôi. Tím 20 nhé, L76 các chị size L. Chị nào size L mang vừa lên mã tím. Tím trên 20. Tím 20k các chị L76 cho em size L mang vừa này. Lấy tím cho tím nhé. Mã tím trên 20.000. L76 các chị size L, 55kg có đầu cho em. Lấy tím cho tím nhé. Tím trên size L mang vừa. Rồi lấy chị con đầm này cho em này. Rồi đầm này chị nào size to đây. Chị nào 60-65kg quá đầu, con này có độ co giãn nhá, lên mã đầm. Đầm cho em 20.000 này. Đầm 20k nhá, chị nào 60-65kg mang được. Cái này có độ co giãn cho em. Cái theo trắng là cái theo trắng đây. Này của ai? Chị đó. Chị Thùy Vân ơi, lấy con này đúng không? Theo này 20 này. Này cho chị Thùy Vân này. Rồi chị nào lấy mã đầm cho em 20k nhá, chị nào 60-65kg vừa. Nó có độ co giãn cho em. Eo trên 80. Con kia đi ngủ được rồi đó. Mày đừng có chèo nó đi hơn, ta đổ hết, ta xếp được phải làm đổ hết cả ta rồi. Rồi mã đầm cho em, đầm cho em 20. Đầm chị sáng.
Trời ơi, cái này lại theo tiếp các chị này. Lên chị con này theo nữa nhá. Chị nào lấy tay dài chấp tay dài cho em. Tay dài này là cũng theo cho em chị này. Rồi mã tay dài cho em 20.000. Con này theo đúng không chị nhá. Rồi F72 cho em các chị ơi, size M. Lấy tay dài chấp tay dài nhá. Mã tay dài cho em 20.000 thôi. Tay dài 20k cho em các chị size M F72. Tay dài F72 mang vừa, lấy tay dài chấp tay dài này. Tay dài cho em 20. Tay dài cho chị Ngọc Lê cái 20 kìa. Rồi con này chị nào size L F76 này. Size L F76 nhá, hàng vải ren cho em. Nó là hàng sắp nách, lấy mã xanh, xanh cho em. 55kg vừa cái theo chẳng đó không? Bao nhiêu ký? 55kg á? 55kg mà eo chị to lắm không chị ơi? 55kg sợ không vừa. Cái đó thì chị chỉ tầm 52-53kg thôi. Nếu mà chị 55kg mà eo 72 thì là vừa. Còn nếu mà eo to hơn là không vừa đâu nhá. Rồi con này chị nào size L mang vừa này, 55kg đây. 55kg là size L cho em, lấy mã xanh cho em 20. Xanh 20 chị nhá, lấy xanh rất xanh em này. Eo bé. Eo bé hả? Eo bé thì vừa. Em sợ eo to chứ eo nhỏ là vừa nhá. Các chị ơi, nhiều khi các chị nói số ký nó không chuẩn đâu các chị. Số em thấy nó số eo nó chuẩn nhất á. Rồi con đen này cho em chị này. Rồi mã đen cho em 20k nhá. Chị nào F72 nó 74 cho em size M. F72 74 quay đầu cho em, lấy mã đen cho em 20. Đen 20.000 nhá. Chị nào F72 74 cho em. Lấy mã đen cho em 20. Đen cho em 20.000 các chị ơi, lấy đen cho đen nhá. Mã đen 20.000. Chị nào mà eo có 72-74 thôi, con đen là F72-74 quay đầu nhá. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ cho em, eo 68-70 mang vừa cho em, chị nào sẽ ép này. Chị nào sẽ ép nhá, eo 68-70 mang vừa, chị nào lấy nhỏ chất nhỏ. Mã nhỏ cho em 20.000 cái chị này. Mã nhỏ 20k nhá, lấy nhỏ chất nhỏ cho em này. Mã nhỏ 20. Chị nào lấy nhỏ chất nhỏ cho em. Nhỏ cho em 20.000 thôi. Rồi lấy chị con phong xuông. Rồi con này các chị ơi, 55-57kg quay đầu này. 55-57kg mang vừa, lấy mã xuông cho em 20 nhá. Xuông 20k các chị, 55-57kg quay đầu, lấy xuông chốt xuông. Mã xuông cho em 20.000 thôi. Xuông 20 các chị này, lấy xuông chốt xuông nha. Xuông là size nhỏ nhỏ nhá. Rồi cái đấy chị nào size nhỏ, hoặc là các chị lấy cho bé cũng được. Bé nó tầm 35kg cũng vừa nhá. Hoặc là chị nào mà sẽ ép cho em. Rồi lấy mã đỏ cho em 10.000 này. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 10k nhá. Chị nào sẽ ép. Không thì các chị lấy cho bé nào mà tầm 35-40kg quay đầu, lấy mã đỏ cho em 10.000. Lấy đỏ chất đỏ cho em nhá. Mã đỏ cho em 10k. Em lấy chị một con đầm nhung màu trắng này. Cái này là cái nút đằng sau chị nhá. Nguyên một hàng nút đằng sau cho em này. Còn các chị size S, size M, size L, XL vừa nhá. Nó có độ co giãn cho em. S, M, L, XL mang vừa cho em con này. Rồi con này chị nào lấy mã 15 cho em nhá. Lấy 15 chất 15 này. Mã 15 cho em 30.000. Mã 15-30k cho em các chị con này size S, size M, L, XL gì đó vừa hết cho em. Tại vì phần eo nó có độ co giãn nhá. Cái hàng nút là đằng sau lưng, còn đằng trước là nơi này cho em. Rồi mã 15 cho em 30. 15-30k cho chị sáng kìa. Rồi lấy chị một con trắng trơn này. Rồi con này chị nào size nhỏ thôi nhá, size S mang vừa, eo 68-70 mang vừa. Lấy mã trắng cho em 10.000 này. 15 cho chị sáng kìa con. Rồi lấy mã trắng nhá, lấy trắng chắc trắng cho em, trắng cho em size S, eo 68-70 mang vừa. Lấy mã trắng cho em 10.000, còn là 30. Lấy trắng chất trắng cho em. Trắng là chị size S thôi, eo 68-70 mang vừa nhá. Lấy mã trắng cho em 10.000. Rồi lấy chị một con hoa nhí này. Một con hoa nhí, con này có độ co giãn nhá. S, M mặc được. Size S, M quay đầu nhá. Rồi các chị ơi, hoa nhí cưng chưa? Rồi hoa nhí cho em 20k. Hoa nhí cho em 20 này, các chị size S, M mặc được nhá. Con này có độ co giãn cho em. Eo 72 đổ lại mang cuộc cho con này. Eo 72 đổ lại mang cuộc. Lấy hoa nhí chất hoa nhí cho em 20.000. Hoa nhí cho em 20 các chị nhá, lấy hoa nhí chất hoa nhí cho em. Rồi có chị nào ưng áo không này? Lên chị một mã áo. Rồi lấy áo chất áo cho em. Áo sẽ SM cho em nhá. Mã áo cho em 20 các chị này. Áo 20k cho em sẽ SM quay đầu. Em xả chị ơi. Thỉnh thoảng em biết xả thôi. Đầm nhung hết rồi chị ơi. Đầm nhung chị kia lấy rồi. Chị lấy từ khi nào rồi? Rồi chị lấy mã áo cho em. Áo em 72-74 cho em nhá. Lấy mã áo cho em 20k này. Lấy áo chất áo cho em 20 chị nào, F72-74 cho em, sẽ SM bắt đầu. Lấy áo chất áo nhá, mã áo cho em 20. Áo cho em 20.000 thôi các chị ơi. Rồi lên chị một con yếm này. Lên chị một mã yếm nhá. Một con yếm thể thao cho em các chị ơi, đằng sau có khóa đàng hoàng.
Cái dây này các chị thích dài thích ngắn thì về các chị chỉnh phần dây cho em. Rồi chị nói yếm chất yếm này. Mà yếm nhá, yếm phi sai lắm chị ơi. Yếm này chị em là các chị rồi 60 kg lộn mang vừa cho em con này. 60 kg quay đầu nhá, lấy mã yếm. Yếm cho em 20.000, cái dây này về các chị chỉnh lại cho em nhá. Thích dài thì các chị thích dài thích ngắn thì các chị chỉnh với phần dây cho em, nó có dây tăng đơ này. Nó có hai cái khúc tăng đơ này nữa. Rồi lấy mã yếm cho em 20k, chị là 60 kg mang vừa. Nói chung là cái hàng yếm các chị thích mặc rộng mặc ôm cũng được mà mặc rộng cũng được các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn. Rồi lấy mã yếm cho em 20. Yếm cho em 20.000 các chị này. Lấy yếm chất yếm nhá, yếm cho em 20.000, chị nào size em. Rồi con này chị nào sẽ ép cho em size nhỏ nhá. Size S mang bộ L6870 mang bộ. Chị nào lấy mã 112. Mã 112 cho em 10.000. Mã 112 cho em 10k thôi, chị nào sẽ ép nhá. L6870 quay đầu cho em, lấy 112 chất 112 này. 112 cho em, chị nào sẽ ép L6870 cho em. Mã 112 cho em cái gì rồi? 10.000 thôi nhá chị nhá. Rồi em lấy chị con đầm nhung nữa này. Chị nào 55 kg nhá. Cái dây này nó bị bung ra này. Để các chị sửa lại phần dây này cho em. Đơn bao nhiêu thì đi á. Em đi đơn từ 80.000 này các chị nhá. Rồi con này chị em các chị ơi, cái phần dây này hơi lỗ một tí xíu này. Rồi chị nào 55 kg mang vừa nhá. Mã lỗ cho em 20. Lỗi 20k chị này, lấy lỗi chất lỗi nhé. Lỗi 20 chị nào 55 kg cho em. 55 kg các chị ơi, size L mang vừa nhé. Chị nào mạng lỗi cho em 20. Rồi lấy chị con vàng này. Trời ơi vàng cưng quá. Vàng cho em 55-57 kg mang vừa. Lấy mã vàng cho em 20.000 nhé. Mã vàng 20 chị nào 55-57 kg mang vừa cho em con này. Lấy vàng chất vàng này. Mã vàng 20k. Chị nào 55-57 kg mặc được con đó cho em nhé. 57 kg mang vừa cho em, lấy vàng chất vàng, mã vàng cho em 20. Vàng chị nào 55-57 kg mặc được. Rồi các chị ơi, con này chị nào size nhỏ cho em. Con này chị nào L68 nhá. L68 mang vừa, chị nào lấy nhỏ chất nhỏ, hàng bếp đi chị này. Mã nhỏ cho em 20. Nhỏ 20k nhá, chị nào L68 mang vừa. Con này size hơi nhỏ, L68 mang vừa cho em, lấy nhỏ chất nhỏ này. Mã nhỏ cho em 20.000. Rồi ơi các chị ơi, phòng ôm nữa này. Con này chị nào cũng sẽ ép thôi. Chị nào sẽ ép thì nhận L6870 mang vừa. Phòng ôm một đi cho em. Rồi nhỏ nhỏ xinh xinh chị nào sẽ ép mang vừa này. Rồi chị lên mã 227. 227 cho em nhé, 30.000 nữa chị ơi. Mã 227 cho em 30.000, chị nào sẽ ép thôi. L6870 mang vừa, này là hàng nhung nhé. Phòng ôm một đi cho em. Lấy mã 227. 227 cho em cái gì rồi, 30k. 30k mà 227 cho em, chị nào mà sẽ ép mang vừa sang nhỏ nhỏ thôi. Rồi chị nào F74 đến 75 này. F74 75 cái đầu nhá, nó có độ co giãn cho em. Lấy hoa chất hoa, mã hoa cho em 10.000. Hoa cho em 10.000 thôi nhá, chị nào F72. 72, 74, 74, 75 chứ. F74, 75 cái đầu, lấy hoa chất hoa nhá. Mã hoa cho em 10.000, lấy chị một con hoa màu tím này. Hoa đỏ. Rồi con này chị nào size nhỏ luôn sẽ ép F68-70 cái đầu cho em con này. Lấy mã 300. 300 cho em 10.000 chị nhá. Lấy 300 chất 300 này. 300 cho em 10k thôi. Chị nào xoay nhỏ nhỏ chị này. Lấy 300 chất 300 cho em. 300 cho em chị nào xoay nhỏ. Rồi lấy 300 chất 300 cho em. 300 cho em chị nào sẽ. Rồi lên hoa nhí nữa các chị này. Lấy chị một con hoa nhí nhá. Chị nào lấy hoa nhí chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí cho em 20.000. Hoa nhí 20k chị này. Hoa nhí E76 chị size L. E76 cho em size L nhá. 55 kg đội mang vừa cho em. Lấy hoa nhí chốt hoa nhí này. Mã hoa nhí cho em 20. Hoa nhí cho em 20k E76 chị size L mang vừa. Con này đi xuống mẹ lấy hàng mẹ bán nào.
Rồi lấy hoa nhí, chất hoa nhí cho em, hoa nhí 20k thôi nhá. Rồi con này các chị 55 kg này. 55 kg quay đầu lấy mã sọc. Sọc cho em 20 này. Lấy sọc chất sọc nhá, sọc 20k cho em các chị 55 kg độ mang vừa cho em lấy sọc chất sọc. Mã sọc cho em 20. Mã sọc cho em 20.000 các chị 55 kg độ mang vừa cho em lấy sọc chất sọc nhá. Rồi con này chị nào size to đây, cái này phong cảnh rơi cho em 60 kg mang vừa. 60 kg mang vừa nhá, chị nào lấy xanh chất xanh, mã xanh cho em 20.000 này. Xanh 20k cho em các chị 55 kg độ mang vừa. Ai à, gì nhỉ? 60 kg mang vừa cho con này nhá. Lấy xanh chất xanh này, con này bị ẩn con này, con ôm bớt cái điện thoại con đi. Tập trung cho mẹ đi. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ cho em này, size S. Size S thì nhá. 30k. Hả? Đồng nhung 30k. Không, cái đó là lâu rồi. Con đang trắng kìa. Rồi mã trắng cho em 10.000 này các chị này. Lấy trắng chất trắng nhá, trắng cho em chị nào size S mang vừa. Lấy mã trắng cho em 10.000. Lấy trắng chốt trắng cho em trắng 10.000 chị ơi, chị nào size nhỏ nhỏ. Size S. Trời ơi các chị ơi 55 kg cho em. Vạt ngắn vạt dài các chị này. Con này là vạt ngắn vạt dài như này cho em nhá. Rồi con này chị nào cũng 55 kg mang vô cho em con này. Chị này mã 92. Mã 92 cho em nhá, 20k mã 92 này. Lấy 92 chất 92. Mã 92 cho em 20 các chị 55 kg thôi. 55 kg cuối đầu là 92 chất 92 cho em. Mã 92 cho em 20.000. Lấy 92 chất 92 cho em, 92 cho em 20 thôi các chị ơi. Sao mà hôm nay im ăng thế. Rồi lấy chị con đầm này nữa này. Đầm này cũng size nhỏ luôn nhá, sẽ SM cuối đầu các chị ơi. SM mang được con này cho em lấy mã đầm. Mã đầm cho em 20.000 này. Đầm 20k cho em nhá. Sẽ xem mà mặc được lấy đầm nhất đầm cho em. Đầm 20. Đầm cho em 20.000. Chỉ là xoay nhỏ nhỏ thôi. Sẽ xem mở quay đầu thôi. SM mang vừa lấy mã đầm cho em. Rồi đen này chỉ là xoay lớn này. 60 kg mặc được con này cho em nhá. 60 kg mang vừa lấy mã đen cho em 20.000 này. Đen 20k, chị là 60 kg mang vừa cho em size to đấy chị này. 60 kg mang vừa nhá, lấy mã đen. Lấy đen chất đen cho em, đen cho em 20 này. Đen cho em 20.000, chị là 60 kg mang vừa cho em size lớn nhá. 60 kg mang vừa lấy mã đen cho em, đen 20. Mã đen. Đen cho em 20.000 thôi, chị là 60 kg mang vừa cho em size to. Rồi con này dễ thương này. Đem cho chị sáng cái con. Rồi con này cho em. Đây. Rồi đấy chị ơi, con này xinh chưa? Hả? Cần ghi không? Không. Rồi các chị ơi, 55-57kg nhá. 57kg mang vừa cho em con này. Mã 57 đi. Rồi mã 57 cho em. 57kg mang vừa cho em nhá. 20.000 này. 20k cho em. Mã 57. 57kg mang vừa cho em nhá. Mã 57. 57kg mang vừa cho em 20.000. 57 của Hệ Nguyễn. 57 chị Huệ Nguyễn á. Hết đen. Này. Hết đen chị ơi, Huệ Nguyễn. Huệ Nguyễn là đâu rồi? 57 đây đúng không? Ừ. Con ra với con tìm kìa. Chị Huệ Nguyễn này. Huệ Nguyễn nằm ngoài cái đồ không phải nào. Rồi con này chị nào 52kg thôi các chị này. 52kg mặc được nhá, màu cà rốt cho em. 52kg mặc vừa chị nào mặc 49. Mặc 49 cho em 20k mặc 49 nhá, lấy 49 cho 49 này. Mặc 49 cho em 20. Mặc 49 20.
khác đi. Rồi con này cho em, chị nào lấy hoa chất hoa nhá. Mạ hoa cho em 20 này. Chị nào 55 kỳ thôi, size L. Đưa cái điện thoại để con. Cái điện thoại chị Huệ Nguyễn á. Cái điện thoại là cái nào? Cái trang nào? Đó. Ủa nó ẩn thì mình không hiểu nữa. Rồi. Đấy sang bên này rồi. Sang một bên à. Nó bị ẩn quá chị ơi. Chị đó có đơn hay như trong đó ấy. Vậy có khi nằm trong đó lên không? Rồi nhỏ nhỏ xinh xinh. Chị nào 52, 53 ký cái đầu cho em con này. 52, 53 ký đầu đã mang vừa nhá. Chị là mạng 340. Mạng 340 cho em 20.000, mạng 340 này. 340 cho em 20, chị nào size nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi nhá. Rồi lấy chị con caro này. Lấy caro, chất caro cho em. Caro cho em các chị 52, 53 ký mang vừa nhá. 52, 53 ký mang vừa lấy caro cho em. Caro cho em 20. Caro cho em 20.000 thôi. Chị nào mà vào 52, 53 ký cỡ đầu thôi nhá. Size nhỏ nhỏ lắm chị này. Rồi con trắng này nó dạng khoác này. Lên chị một mạ trắng. Trắng này chị nào cũng 52, 53 ký thôi nhá. Con này là khoác cho em. Rồi lấy mạ trắng cho em 20. Mạ trắng 20, chị ơi lấy trắng chấp trắng cho em. Trắng cho em 20.000 này. Khoác nhẹ nhẹ vậy thôi các chị nhá. Con đó là khoác nhẹ nhẹ thôi các chị ơi, lấy mạ trắng cho em. Rồi con này các chị 55kg cho em này. 55kg rồi mang của cho em lấy mạ đen. Lấy đen chất đen nhá, đen cho em 20. Mạ đen cho em 20k. Chị nào 55kg mang của cho em lấy đen chất đen này. Mạ đen cho em 20.000. Đen 20, rồi ôi. Rồi 55kg các chị này. 55kg có đầu cho con này chị lấy mạ 05 nhá. Lấy 05 chất 05 cho em. Mạ 05 cho em 20.000 này. Mạ 05 20k. Chị nào 55kg thôi. 55kg bắt đầu nhá. Lấy 05 chốt 05 cho em này. 05 cho em 20. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Rồi lấy chị con hồng. Mạ 05 chị sáng này. Ô con này nhìn thấy à. 05 đâu rồi. Đây 05 đây. 05 đây. Rồi con hồng chị nào size lớn này. 60kg quay đầu cho em con này nhá. Lấy mạ hồng. Hồng cho em 20.000. Các chị 60kg mang vừa cho em các chị ơi. Lấy mạ hồng cho em 20. 60kg mang vừa cho em con này nhá. Lấy hồng chốt hồng này. Mã hồng cho em 20.000 thôi. Lấy chị con này theo quá chị nhá. Rồi theo cũng size to luôn. 60kg qua đầu lấy mã theo nhá. Các chị ơi họa tiết này là theo cho em này. Theo từ đằng trước ra đằng sau. Lấy theo chất theo cho em. Theo 20.000. Lấy theo chất theo cho em. Theo 20k nhá. Chị nào 60kg qua đầu cho em con đó. Rồi chị nào lấy theo chất theo này. Mạ theo cho em 20, đẩy điện thoại cho mẹ đi, bớt cái điện thoại cái đi. Rồi chị nào lấy theo chất theo cho em theo 20. Rồi con này chị nào 57kg quay đầu này. Chị lấy mã 13 nhá. Lấy 13 chất 13 cho em, 13 cho em 20. Mã 13 20k cho em chị nào 57kg thôi. Rồi cái con theo nó xinh vậy, mong chị nào lấy hết vậy các chị ạ. Theo xinh lắm, mong chị nào lấy hết vậy. Rồi con này chị nào 55kg quay đầu này. 55kg mang vừa nhá. Chị nào lấy mạ đen. Mạ đen trên 20.000 mạ đen này. Đen 20. Bật tắt điện ngoài kia đi con. Mạ đen trên 20.000. Chị nào mà cái gì rồi. Rồi lấy chị con lụa này. Lụa này 50-52kg mang được nhá. Lụa 50-52kg quay đầu lấy mạ lụa trên 20. Mạ lụa 20 các chị này. Lấy lụa chất lụa cho em 20.000.
Lấy lụa chất lụa cho em, lụa 20. Rồi size to tiếp các chị này. Lấy mã to nhá. To trên 60 ký quay đầu cho em. Con này lấy mã to, to trên 20 này. Mã to trên 20k cho em các chị, 60 ký quay đầu cho em con này. 60 ký mang vừa. Lụa 20. Lụa đây. Lụa của ai? Vân. Cái gì mà Thúy Vân? Vân. Lụa của chị Thúy Vân này. Đèn mới theo chắc chưa? Hả? Đèn mới theo chắc chưa? Chưa, đèn mới theo ai lấy? À. Đèn Trần Thị Thưởng. Đen chị Trần Thị Thưởng này. Theo của ai? Theo của Trần Thị Thưởng. Theo với đen của chị Trần Thị Thưởng này. Theo của Trần Thị Thưởng, đen của Huệ Nguyễn. Đen chị Huệ Nguyễn này. Đen chị Huệ Nguyễn này. Theo chị Trần Thị Thưởng này. Không nhìn thấy cái chị ơi bị ẩn. Bao nhiêu? 20 hết. Rồi chị ơi lấy chị một con áo len này. Một con len kiểu nhá. 55 ký cho em các chị ơi, size nhỏ. Một con len kiểu cho em, chị nào thích màu trắng thì lấy con này cho em này. Áo len cho em chị ơi. 55 ký quay đầu nhé, chị nào size L mang vừa lấy mã trắng cho em 50 chị này. Lấy trắng chốt trắng cho em, mã trắng cho em 50. Trắng cho em 50 nghìn các chị nhé. Mã trắng 50 các chị ơi, 55 ký quay đầu. Chị nào lấy trắng chốt trắng cho em. Lấy chị con sọc này, nó bị dơ xíu rồi, phải giảm giúp em với. Sọc này các chị cũng 55 ký cho em nhé. Lấy sọc chất sọc cho em, sọc cho em 50. Lấy sọc chất sọc cho em. Được rồi. Đấy. Hả? Rồi đấy. Chà. Chà con trong đấy. Rồi các chị này 55 ký mang vừa, nó là màu hồng cam này. 55 ký mang vừa con này cho em nhé. Lên chị Huệ Nguyễn. Màu trắng đúng không chị ơi? Màu trắng hay màu xanh nhá. Chị Huệ Nguyễn ơi, lấy màu trắng hay màu xanh đấy. Màu trắng hả? Yeah. 50. Rồi con này chị em, chị nào lấy mã 80 nhá. Mã 80 trên 20.000, chị nào 55 ký thôi. 55 ký bắt đầu cho em, chị nào lấy mã 80. Mã 80 trên 20 này. Lấy 80 chắc 80 cho em. Em lấy chị con này, nó là hàng lưới này. Con này nó hàng lưới nhá. 55 ký quay đầu cho em, không lửng lửng cho em. Này nó dạng lưới cho em chị nhá, 55 ký mang vào. Rồi chị nào lấy mã 10. Mã 10 cho em 40 nghìn này. Lấy mã 10 chất mã 10 nhá. Mã 10 cho em 40k, 55 ký độ mang vừa cho em. Nói chung là cái hàng này là co giãn thoải mái. Len nhưng mà len lưới chị nhá. 55-57 ký vừa luôn, co giãn cho em thoải mái này. Lấy mã 10 cho em 40, form lưng lửng cho em cực kỳ xinh. Lấy mã 10 chất mã 10, mã 10 cho em 40. Chị nào mà 55 ký cho em. 55-57 ký vừa hết nhá, co giãn cho em thoải mái nhá chị nhá. Nói chung là hàng co giãn rất là dễ mặc luôn. Rồi lấy chị con kim sa này. Lấy kim sa chắc kim sa cho em. Rồi các chị ơi 55-57 ký vừa, co giãn cho em thoải mái nhé. Chị nói kim sa chắc kim sa cho em. Kim sa cho em 40 nghìn này. Kim sa 40k chị nhé. Lấy kim sa chắc kim sa. Kim sa 40. Kim sa cho em 40k. Rồi con này vải cực kỳ xinh đó chị này, mỗi tuổi là hơi nhăn một xíu, vệ ủi lại là xinh nhá. Vệ ủi lại là xinh đấy chị ơi, nó bị nhăn nhăn một tí xíu thôi. 57kg đội mang vừa cho em. 57kg mang vừa lấy mạng 519 này. Mạng 519 cho em nhá, 20k mạng 519 này. 519 cho em 20. Chị nói lấy 519 chấp 519 cho em, 519 cho em 20.000. 519 cho em 20 thôi các chị ơi. Lấy 519 chấp 519. 519 trên 20.000. Rồi lấy chị con sọc kim sa chị Nguyễn Hằng này. Kim sa 40 chị Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng đơn đầu vào.
mai chọn đơn đi luôn nhé. Chị Nghĩa. Ok chị. Rồi đơn cho em nhé. Em có 4 mã rồi. 50k, 20k đấy. Con đang xem trong bia chị Nguyễn Hằng đơn nằm trong đó phải. Rồi các chị ơi, con sạc này cho em nhé. 50-52 ký thôi. Cái gì con bảo ai nhỉ? Đi đi đâu? Chị Huệ à? Đó chị Huệ, đó là con thân đấy nó tìm. Đó Nguyễn Hằng đó. Hằng đó, Nguyễn Hằng đó. Pizza đâu? Pizza đó, 40. Pizza là 40. Rồi chị nào thích một màu không này các chị này? Chị nào ưng một màu không? Một màu cho em nhé, co giãn cho em thoải mái. 60kg mang vừa cho em con này. Rất là dễ mặc luôn. Rồi chị này mã 272. 272 cho em nhé, 40k mã 273. 272 cho em 40, các chị 60kg qua đầu cho em, co giãn cho em thoải mái này. Rồi lên mã 272 cho em 40.000, hàng này hàng len các chị nhé. Lấy 272 chất 272. 272 cho em 40.000 các chị này. 272 40k các chị à, cái gì nhỉ? 60 kg mang hùa cho em. 60 kg quay đầu nhá, lấy mã 272 cho em 40. Rồi con xanh này còn nón này, con này form lưng lửng cho em chị này. Con này cũng 60 kg quay đầu luôn. Còn nón nhá chị ơi, form này cực kỳ dễ thương cho em. 55 60 kg vừa. Rồi con này cho em các chị này. Chị lấy mã 37. Mã 37 trên 40.000 nhá. Lấy 37 chất 37, 37 trên 40k. 60 kg mang vừa, form lửng cho em cực kỳ xinh. Lấy 37 chất 37, vừa là form lửng này. Nó vừa lại là cánh rơi này. Các chị 60 kg quay đầu nhá. Dễ thương lắm. Lấy mã 37 trên 40.000. Lấy 37 chất 37 cho em, 37 trên 40.000. Cái trắng của nó bắt theo rồi vậy. Trắng hả? Cháu bị vừa lấy ra rồi bị dục lại đó. Nè, khoa. Chị vừa nhắc con trai nữa. Nó đang xem. Nó sao? Rồi bác sĩ ơi, con trắng này 55kg nhá. 55kg mang vừa lấy mã trắng. Chị là trắng chấp trắng cho em. Trắng cho chị 55kg cho em. Mã trắng. Trời ơi còn nhiều lắm đúng không chị ơi. Hàng em còn chưa lên luôn này. Hàng em còn chưa lên luôn các chị ơi. Rồi em còn kim sa. Chị nào lấy kim sa này nữa không? Kim sa tiếp này. Kim sa cho em nhé. Co giãn luôn. Kim sa cho em 40. Màu này màu kim sa xanh. Co giãn thoải mái các chị nhá. Lấy kim sa chắc kim sa cho em kim sa 40.000. Còn con kim sa này, kim sa cho 40. Kim sa 40, lấy chị caro này. Chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro cho em hàng lỡ. Một con caro hàng lỡ nhá. Caro cho em 20. Caro 20.000. Chị nào mà size lỡ E76. Sai lợi E76 quay đầu nhá. 55kg nội mang vừa cho em. Lấy caro chất caro cho em này. Caro cho em 20k thôi. Caro cho em 20.000 nhá. Chị nào E76 cho em sai lợi 55kg nội mang vừa cho em. 55kg quay đầu lấy caro chất caro cho em. Caro cho em 20.000 thôi các chị ơi. Lên chị con áo này. Rồi chị nào lấy áo chất áo nhá. Lấy mã áo cho em. Áo các chị ơi E74 thôi. Áo là E74 quay đầu cho em. Mã áo cho em 20 này. Áo 20k E74 cho em size bờ nhé. Lấy mã áo này. Áo cho em 20. Áo 20k E74 các chị size mờ. Lấy chị con đen này form ôm này. Con đen này cũng là áo luôn. Chị nào size SM thôi E70-72 thôi nhé.
Con này có độ co giãn, lên mạng đen cho em 20. Đen 20 nhá chị ơi, nó có xẻ nhẹ bên trước này. Xẻ nhẹ một bên. Rồi lên mạng đen cho em 20, chị nào sẽ SM thôi. Con đen là cũng size nhỏ. Con đen đó là cũng size nhỏ cho em nhá. Lên cho chị một con họa tiết voi này. Rồi em 72 cho em size M, lấy voi chất voi này, mã voi cho em 20.000 thôi. Voi 20k cho nhận em 72-74. Em 72-74 qua đầu, lấy voi chất voi nhá, mã voi cho em 20.000. Con em bị ẩm con. Mã voi cho em 20. Chị nói em 74 cho em size M. Lên chị con đỏ này. Rồi con này hàng lỡ, lấy mã đỏ cho em 20. Đỏ cho em 20.000 nhá. Hàng lỡ cho em, chị nào thích một màu rồi lấy con này cho em. Size nhỏ các chị ơi. Đỏ này size nhỏ. E72 cho em các chị size M. Chị nào thích trơn lấy con này cho em nhé. Một màu lấy con này cho em. Rồi lấy mã đỏ cho em 20.000. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 20. À, chị nào mà size gì rồi? Size M E72 cho em size M. Lấy mã đỏ cho em 20. Mã đỏ, đỏ cho em 20.000 thôi các chị ơi. Rồi con này nhỏ nhỏ xinh xinh nhá chị này. Dễ thương quá, 55kg nhá. 55kg mang vừa cho em, là phối với áo, kiểu như là phối với áo sơ mi này. Rồi chị nào 55kg đội mang vừa cho con này. Chị nào lấy mã 118. 118 cho em 55kg quay đầu thôi các chị ơi. 118 cho em 40.000 này. 118 40k nhá các chị, 55kg đội mang vừa cho em. Lấy 118 chứ 118. Rồi con này chị em size lớn 57kg mang được. Cái này lên lưới chị nhá. 57kg độ mang vừa cho em. Chị này mã 08, lấy 08 chốt 08 này. 08 cho em các chị 57kg của đầu nhá, co giãn cho em này. Mã 08 cho em 30.000. 08 30k. Chị nào lấy 08 chốt 08. 08 cho em 30. Rồi ôm body. Có chị nào ưng ôm body không? Một con ôm body cho em sẽ SM này. SM mặc được con này cho em nhé. Mặc lên form cho em cực kỳ xinh. À, cái phần này các chị thích rút sao các chị về các chị rút lại cho em nhé. Rồi lên mã chim. Lấy chim chút chim nhé. Mã chim cho em 20.000 này. Chim 20k cho em form ôm body cho em. Chị nào sẽ SM bắt đầu. Lấy chim chút chim cho em. Mã chim cho em 20. Chim 20 SM quay đầu nhé. Mới có 10 giờ thôi. Chưa tới 10 giờ nữa nào. Mẹ không nói ai nhà mẹ mai đi đâu nhỉ? Mẹ ai bảo mẹ mai đi đâu nhỉ? Rồi các chị ơi, lấy chị con phong xuông này. Xuông này các chị ơi, 55-57kg quay đầu nhá. 55-57kg mang vừa cho em, lấy mã xuông cho em 20 này. Lấy xuông trước xuông cho em, xuông cho em 20.000 thôi. Chị nào 55 lấy 57kg mang vừa nhá. Lấy xuông chốt xuông cho em, xuông cho em 20k. 57kg quay đầu. 57kg đội mang vừa cho em, lấy xuông chốt xuông này. Mã xuông cho em 20.000 thôi. Xuông cho em 20, các chị 57kg đội mang vừa cho em. Rồi xanh này cho em chị nào size L. Xanh cho em size L nhá, lấy mã xanh cho em 20.000. Xanh 20 cho em chị nào size L mang vừa, E76-78. E78 quay đầu nhé, chị nào size L lớn này. Lấy mã xanh trên 20. Xanh trên 20.000, E76-78 cho em chị nào size L lớn. Lấy mã xanh 20. Ủa các chị ơi, chán nữa à các chị. Chán đầm, chán đồ, chán tùm lum tùm lơ rồi các chị ơi. Rồi caro tiếp này. Hàng lỡ, chị nào E72 cho em size M. Sẽ size M quay đầu nhé, chị lấy mã 200. Mã 200 trên 20.000. 200 20k cho em chị nào mà size M thôi. Em 72 quay đầu. Lấy mã 200 cho em. Chị nào chị em ơi. 200 cho em 20 các chị này. Lấy 200 cho 200 cho em. Em có con chân 7 nữa, chị nào sẽ SM nhá.
Một con chân váy trên SM quay đầu này, chị nào lấy bi chất bi. Mạ bi trên 20 ngàn thôi. Bi trên 20 nhá. Rồi sẽ SM quay đầu chị này, lấy bi chất bi. Mạ bi trên 20k, chị nào em 70-72 thôi, sẽ SM quay đầu thôi. Một con chân váy. Một con chân váy bi cho em SM quay đầu. Rồi lấy chị con áo nữa cho em này. Con này nó hơi sexy một tí xíu. SM thôi nhá. Chị nào lấy mã xám đi, lấy xám chất xám cho em. Lấy xám chất xám này, xám cho em 10.000. Xám 10k đấy chị nhá. Rồi phong cảnh rơi cái chị này. Một con phong cảnh rơi cho em, chị nào 60kg đội mang bộ cho em. Lấy mã đỏ. Lấy mã đỏ cho em chị nhá. Rồi các chị thích rút phần dưới thì rút, mong rút thôi này. Rồi mã đỏ cho em 20. Đỏ 20k cho em, các chị 60kg mang bộ cho em phong cảnh rơi này. Mã đỏ 20.000 này. Đỏ 20 nhá, 60kg quay đầu cho em, size to. Gái ơi, để ý bùm mẹ thì gái ơi. Không có ai thật luôn á, thề. Cô cho mẹ xem con này, không có một ai. Rồi lấy mã đỏ cho em, đỏ 20 các chị ơi, đỏ cho em 20.000 nhìn. Thật chứ. Như có cái con phải bán hàng như mẹ. Rồi lấy các chị con trắng này. Trắng này nó là khoác nhá. Một con khoác cho em. Một con khoác màu trắng cho em, chị nào size lớn. Rồi chị nào mã trắng cho em, 60-65kg vừa. 60-65kg mang vừa cho em con này nhá. Lấy mã trắng cho em 20. Cái này nó là khoác cho em chị này. Mã trắng 20. 60-65kg vừa. Cái này hàng khoác. Cái này nó là khoác các chị nhá. Lấy mã trắng cho em 20. Mã đỏ, đỏ chị Dương Vinh Hiền kìa. Chị Dương Vinh Hiền là... con đó là chị Dương Vinh Hiền cũ. Rồi các chị ơi, con này đằng sau nó là như này cho em nhé. Đằng sau là kiểu như này này. Rồi đằng trước như này cho em. Rồi chị nào lấy kiểu chất kiểu. Kiểu này chị nào 55kg thôi, 55kg độ mang vừa cho em nhé. Lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu cho em 20. 55kg quay đầu cho em con này. Lấy kiểu chất kiểu cho em, kiểu 20. Mã kiểu cho em 20.000. Rồi con này chị nào size nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đằng sau nó có bo chun nhá. Đằng sau có bo chun cho em, 55kg độ băng vừa cho em. Lấy mã hoa. Lấy hoa chất hoa cho em, mã hoa cho em 10.000. Hoa cho em 10.000 này, chị nào 55kg cho em. 55kg quay đầu nhá, lấy hoa chất hoa cho em. Rồi chị nào lấy caro chất caro này. Có quần gì không chị? Có kiểu áo cao không chị? Caro cho em 20. Caro cho em nhé, chị nào 57kg cho em. Caro cho em 57kg mang vừa, quần jean nữa chị ơi. Quần jean có, chứ biết nằm góc nào rồi đây. Quần jean có, rồi quần thông có. Không biết là phương cái trời nào rồi đây. Lấy caro cho em 20.000. Cái hơi like quá trời không thấy chị đâu, chị nào hỏi á. Giờ không biết nằm góc nào đây chị ơi. Rồi chị nào lấy caro cho em 20. Caro 20.000. Rồi lấy chị con đỏ, caro cho chị Dương Vinh Hiền kìa. Rồi chị nào 60-62kg vừa nhá. 60-62kg mang được, lấy mã đỏ cho em 20. Đỏ 20 các chị này. Đỏ cho em 20.000. Caro là cái đấy là caro của mẹ. Tao gọi nó là caro con này. Bao nhiêu? 20. Rồi xanh này nó có độ co giãn các chị này. Lấy mã xanh cho em 20. Cái con đỏ đó nó là phong cánh rơi nên là các chị nhìn nó sẽ hơi bị to một tí xíu nhá. Rồi 60kg quay đầu cho em, lấy mã xanh cho em 20. Xanh 20.000 nhá. 60kg quay đầu cho em, lấy mã xanh. Xanh 20 các chị này.
Lấy chị một con màu gì rồi? Màu là màu gì? Màu tím tím à? Rồi con này cho em chị nào 52 ký thôi. 50 đến 52 ký quay đầu thôi nhá. Chị này mạng 59 trên 20 nghìn. Lấy 59 chất 59 này, 59 trên 20k nhá. Mạng 59 trên 20. Chị nào lấy 59 chất 59 cho em. Rồi cái này chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhá. 50 ký khối đầu cho em con này, lấy mã trắng. Mã trắng cho em 20k, chị nào 50 ký thôi, size nhỏ nhỏ thôi chị này. Lấy mã trắng cho em 20. Trắng cho em 20 nghìn. Trắng đó là chị nào size nhỏ nhỏ thôi, bé xíu à, 50 ký khối đầu thôi. Ôi chị ơi, con này chị nào size lớn này. 60-62 ký nhá. Cái này là áo len cho em. 60-62 ký mặc được, lấy mã sọc cho em 40. Sọc cho em 40 nghìn, chị nào 60-62 ký khối đầu. Cái này là form cánh rơi cho em, nên là các chị nhìn nó sẽ hơi bị to một tí xíu nhá. Form cánh rơi rất chi là lấy mặc các chị từ 40, từ 40 cho đến 60-62 ký mặc được, lấy mã sọc cho em 40. Sọc cho em 40 nghìn này. Lấy sọc, chốt sọc nhá. Mã sọc cho em 40k. Chị nào mà 60, từ 40 cho đến 60 ký khối đầu chị em. Từ 40 cho tới 60 ký quay đầu, lấy sọc chốt sọc. Mã sọc cho em 20. Đơn hôm trước của em còn không? Ai? Nhi Huynh Nguyễn. Ai cơ? Nhi Huynh Nguyễn. Nhi Huynh Nguyễn á? Nhi Huynh Nguyễn, em không nhớ đấy chị ơi. Mấy ngày rồi chị nhỉ? Nhi Huynh Nguyễn á? Nhi Huynh Nguyễn. Em bữa giờ có mấy chị chưa đủ đơn, em biết là nhớ em chưa nhớ chị nào với chị nào đây. Rồi chị ơi, xà chị nhỉ? Rồi cái này nó bị lem, nó bị dính dơ cái gì với chị nào lấy tặng này, để chị giặt đi này. Em biết là dính cái gì đây. Rồi lấy mà tặng nhá. Lấy tặng chắc tặng cho em, size to cho em 60 kỷ bắt đầu. Nó bị dính dơ cái gì em biết. Về giặt đi là ok. Con ra đi con tìm thử nào. Rồi con này chỉ là 60 ký mặc độ lên mã hoa. Hoa 20 ở đầu ở góc đó có cái gì thế nào. Lấy hoa chất hoa nhá, mã hoa trên 20. Hoa 20 về ra góc kia. Mã hoa. Hoa 20k này, các chị 60 ký rồi mà ông vừa cho em size to. Như Như Nguyễn á. Như Như Nguyễn thì có, Như Như Nguyễn đâu có đâu ta. Chị ơi, phải số điện thoại chị 618 cuối phải không? Nếu mà 618 cuối là còn. Rồi cái này cho bé thôi các chị ơi, bé là 25 ký thôi. Mã bé cho em 10 nghìn nhá. Lấy bé chất bé này. Bé cho em 10k. Rồi mã trắng. Trời trắng chất trắng cho em. Mã trắng nhá, trắng cho em 50-52 ký cuối đầu này. Lấy mã trắng cho em 20. Trắng 20k, 50-52 ký cuối đầu chứ. Rồi lấy chị con yếm này. Yếm chị nào size nhỏ, yếm chị nào size S thôi. Mã yếm cho em 20. Yếm 20k ấy, chị nào size nhỏ cho em size S mang vừa. Rồi lấy chị con kiểu này. Rồi 60-65 ký vừa luôn các chị nhá. Chị nào lấy kiểu chất kiểu. Mã kiểu trên 30 nghìn này. Kiểu 30k. Con này là len lưới các chị nhá. Con này là len lưới cho em. Các chị từ 40 đến 60-65 ký vừa. Co giãn trên thoải mái này. Lấy kiểu chất kiểu nhá. Mã kiểu trên 30. Kiểu trên 30 nghìn các chị này.
Lấy kiểu chất kiểu cho em kiểu 30. Chị nào mà 60 60 65 kg quay đầu cho em. Có độ co giãn. Nói chung là co giãn cho em thoải mái. Rất là dễ mặc luôn. Rồi chị nào ưng màu nâu này. Rồi con này cho em nhé, các chị size LXL quay đầu. Eo 80 quay đầu cho em con này, LXL quay đầu, một con quần lửng. Lên mã 24. Mã 24 cho em nhé, 20k mã 24 này, lấy 24 chốt 24. Mã 24 cho em 20. Mã 24 cho em 20 ngàn nữa chị ơi, lấy 24 chốt 24. Mã 24 cho em 20 nghìn thôi nhé. Rồi có cho em buồn phủ lúc được chờ. Có chị nào nữa không? Sao không có việc đi nữa? Em xuống nào em đi nữa? Các chị ơi, rớt kìa hơn ai. Rồi lấy chị một con khoác này. Rồi lấy khoác, chắc khoác cho em nhé chị ơi. Khoác cho em các chị 55 kỳ quay đầu. Trời ơi là trời. Rồi mã khoác cho em 20 nhá. Chị nào 55 kỳ đội mang vừa cho em. 55 kỳ quay đầu lấy khoác, chắc khoác này. Mã khoác cho em 20 ngàn thôi. Khoác 20k cho em 55 kỳ đội mang vừa nhá. 55 kỳ mang vừa lấy mã khoác. Khoác cho em 20. Có bị ẩn không vậy các chị ơi? Bị ẩn không vậy? Có bị ẩn không chị ơi? Rồi 55 kỳ cho em lấy mã bi này. Bi này lỗi rồi. Bi này lỗi rồi các chị ạ. Rồi 55 kỳ quay đầu lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ cho em nhé. 55 57 kỳ mang của lấy mã đỏ cho em 20. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 20 ngàn. Chị nào 55 đến 57 kỳ quay đầu cho em. Rồi con đen này. Chị nào thích form cái gì rồi? Chị nào thích hàng submax lấy con này cho em nhé. 52, 53 kỳ quay đầu cho em lấy mã đen. Đen cho em 20. Đen 20k. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi. 52, 53 kỳ quay đầu thôi. 52, 53 kỳ băng vừa lấy mã đỏ. Rồi con này chị nào size to này. Này khoác nhá. Cái này là khoác choàng cho em. Một con khoác choàng cho em chị nào 55, 60 kỳ mặc đục lấy mã hồng. Hồng cho em 20 nghìn này. Cái này khoác choàng cho em các chị ơi. Một con khoác choàng cho em nhé. Chị nào 55, 57 kỳ quay đầu. À cái gì? 60 kỳ đổ lại chứ. 60 kỳ quay đầu cho em lấy mã hồng. Hồng cho em 20. Hồng cho em 20 nghìn mã hồng này. Hồng hồng 20. Rồi các chị ơi, size nhỏ nhỏ thôi. Sẽ SM quay đầu nhé, lấy mã đen. Đen cho em 20. Em ngủ sớm quá các chị ơi. Kiểu này buồn chết thì được các chị này. Rồi một con đầm sơ mi này các chị này. Một con đầm sơ mi cho em nhé. Màu cực kỳ xinh quá chị ơi. Có túi luôn này. Rồi chị nào 55kg thôi. 55kg mang vô cho em. Chị là mã 23. Váy nhung màu sáng có phong chữ A không? Cái gì? Váy nhung màu sáng có phong chữ A không? Váy nhung màu sáng á? Váy á chị hay là chân váy? Váy nhung á hả? Váy. Váy thì không có màu sáng rồi. Giờ thì có chân váy với chị ơi. Còn váy nhung giờ nó chỉ có màu đen là nhiều. Rồi ôi 55, 57 ký nhá chị ơi. Nó theo này. Lấy theo chất theo cho em 20. 57 kg mang vừa cho em, chị nào lấy theo chút theo. Một con đỏ theo cho em chị nhá. Một con đỏ theo hai bên cho em này. Lấy mã theo cho em 20 ngàn. Theo 20, chị nào 55 đến 57 kg quay đầu cho em. Rồi con này dễ thương quá. Rồi chị ơi 60 kg quay đầu. Form này cực kỳ dễ thương luôn, chị nào lấy xinh chất xinh. Form lưng lửng cho em nhá. Mã xinh cho em 20, 60 kg quay đầu cho em con này. Ở bên trên nó là len các chị này. Bên dưới là phối vải cho em nhé. Rồi lấy mã xinh cho em 20. Chị nào 60 kg bắt đầu cho em con này.
Trời ơi, mấy con xinh này không chị nào lấy hết vậy, sao kỳ vậy? Sao mà kỳ cục vậy các chị? Rồi size to tiếp các chị này. Form cành rơi nhá. Một con form cành rơi cho em chị nào size lớn đây, 60 kỳ quay đầu cho con này. Chị em ạ, 510, cái lúc size to chả có, lúc size to đang chui vào quá trời size to chị này. Rồi lấy mạng 510 cho em 20.000. Lấy 510 chắc 510 cho em. 510 20k. Lên vải còn em xuống lai nhá. Chân vải. Chân vải nhá chị ơi. Rồi con này chị là size to đấy, 60 ký mặc được lên mạng sọc. Chân vải form chị A. Chị bảo size gì chị ơi? Cái này là nó chỉ là xếp ly sẻ sẻ nhẹ chị ơi, nó không hoàn là xếp sau em chị A. Mạng xanh đi chị cảnh én chị ơi, con này bị chi rồi. Ok. Mới lên luôn á. Mã xinh. Mã xinh hả? Xinh hay là xanh? Xinh hả? Xinh cho chị cành én này. Rồi chị ơi, lấy caro cho em 20. Rồi con này là phối cũng xinh này. Hai màu nhá. Đằng trước một màu cho em, đằng sau một màu. 60 kg đội măng của cho em. Nó làm cái vạt này cực kỳ dễ thương luôn. Rồi chị nào lấy mã to cho em 20 này. Mã to cho em 20k nhé các chị ơi, 60 kg măng đủ. Những cái form này mặc lên form xinh lắm luôn các chị ơi. Xinh lắm luôn, 60 kg cái đầu lấy mã to. To cho em 20 các chị này. Mã to nhá, to cho em 20.000. 60 kg măng vừa. Cô đầm dây này. Có chị nào thích dây không? Lấy dây chốt dây nhá. Mạ dây cho em, dây các chị 57 kg. Dây 57 kg mang vừa cho em, lấy dây chốt dây nhá. Mạ dây cho em 20. Dây 20k. Chị nào 57 kg mang vừa cho em. Rồi lấy chị con vàng này. Vàng chị nào 55 kg thôi. Vàng là 55 kg mang vừa nhá. Lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng 20. Mạ vàng cho em 20.000. Rồi con này màu hơi lạ này. Họa tiết hoa cho em 60 kg mặc đủ, lấy mã hoa. Lấy hoa chất hoa cho em, hoa 20 nhá. 60 kg quay đầu cho em con này. 60 kg mang vừa, lấy hoa chất hoa cho em, hoa cho em 20. Nó có túi hai bên chị này. 60-62 kg luôn các chị ơi, lấy hoa chất hoa. Mã hoa 20. Rồi con xanh này chị nào xanh nhỏ. Xanh này cho em nhé, chỉ là 50-52 kg quay đầu thôi. 50-52 kg mang được con này cho em, lấy mã xanh. Xanh cho em 20.000. Xanh 20 các chị này. Rồi con đen này cho em. Đen này 55 kg cho em nhé. Đen bị lỗi rồi. Ôi, toàn những cái màu xinh xinh không mà các chị size to. Sao toàn các chị size to rồi các chị size nhỏ đâu hết rồi. Rồi chị nào 53 kg quay đầu cho em con này. Màu da. Một con màu da cho em xanh. Chị ơi xanh. Xanh này size nhỏ chị Dương Vinh Hiền ơi. Xanh này size nhỏ chị ơi. 50-52 kg thôi chị. Con này 50-52 kg thôi nhá. Size nhỏ nhỏ cho em chị Dương Vinh Hiền này. Rồi lấy chị một con màu da cho em, chị nào cũng 50-52 kg mặc được con này cho em này. Chị nào lấy mã nu đi. Nu cho em 20 nhá, lấy nu chất nu này. Có. Mạng nu. Nu cho em 20. Đó chị này caro này size to này.
Caro trên 60k quay đầu nhá. Lấy caro trên 20 này. Caro trên 20k các chị 60k quay đầu, lấy caro chất caro cho em. Caro trên 20.000. Chị nào size lớn. Rồi form Babydoll. Một con form Babydoll cho em chị nào 55k quay đầu cho em này, lấy mạ đen. Đen trên 20 nhá, mạ đen trên 20.000. Lấy đen chấp đen cho em, đen 20. Rồi lấy chị con đỏ này. Đỏ cho em chị nào size lớn này, 60k độ băng vừa cho em nhé. Lấy mã đỏ cho em 20. Đỏ 20k các chị 60k có đầu cho em con này. Lấy mã đỏ, đỏ cho em 20.000. Đỏ cho em 20, 60k có đầu. Size lớn lắm luôn. Rồi lấy chị con vàng. Vàng này cho em nhỏ nhỏ thôi, 50k có đầu thôi nhá. 50k có đầu cho em lấy mã vàng này. Vàng cho em 20.000. Vàng 20k cho em 50k quay đầu cho con này, lấy vàng chất vàng nhé. Mã vàng cho em 20. Vàng là bác chỉ là 50. Vàng là 50k thôi, size nhỏ nhỏ cho em. Trời, con này dễ thương lắm các chị này. Rồi con này 55-57k quay đầu. 55-57k độ mang vừa cho em nhé, lấy mã 420. 420 cho em 20.000. Lên vài con em xuống like chưa? Có xe nhỏ mua sau kia không? Hả? Có xe nhỏ mua sau kia không? Áo á chị? Áo hả? Có chứ. 46k có chứ chị ơi. Đây này chị này. Những cái con mà 50-52k bắt đầu là chị mặc được này. Đây chị ơi, con này cho em này, xanh nhỏ nhỏ này. Con trắng này nhỏ này. Trắng này 50-52k quay đầu cho em con này nhá, lấy mã trắng. Trắng cho em 20. Trắng 20. Rồi đây chị nào size nhỏ đây, 50k quay đầu cho con này. 50k quay đầu nhá, lấy mã xanh. Xanh cho em 20.000. Xanh 20 đây, chị nào 50k quay đầu đây, xanh nhỏ nhỏ đây, lấy mã xanh cho em. Xanh cho em 20. Xanh 20k. Chị nào size nhỏ nhỏ thôi. Rồi con này chị nào lấy caro, chất caro này. Lấy caro, chất caro cho em. Caro cho em 53k quay đầu nhá. Caro là 53k, mang vừa cho em, lấy caro, chất caro cho em. Caro cho em 20. Không có chị làm số like chị ạ. Hẹn các chị ngày mai vậy. Không có chị nào em số like nhá. Rồi con này chị nào size lớn này. Rồi 60k quay đầu cho em con này. Chị nào size to nhá. Chị lấy to, rất to cho em. Mã to cho em 20k, mã to này. To 20, chị nào 60k quay đầu cho em con này. Lấy to, rất to cho em. Mã to cho em 20. To 20. Rồi lấy chị con đỏ. Chưa đến Noel đâu. Chưa đến Noel à? Sắm Noel dần đấy chị ơi. Chưa đến Noel thì sắm Noel dần. Rồi con này cho em các chị này. Lấy mã đỏ cho em 30 này. Đỏ 30 nhá. Rồi chị nào eo 82, eo 80, 82 quay đầu. Lấy mã đỏ cho em 30. Mã đỏ 30 các chị này. Noel rồi, Noel rồi các chị ơi. Chuẩn bị Noel rồi. Mã đỏ 30, chị nào 60k mắc vừa nhá. Đỏ trên 30 các chị ơi, 60k bắt đầu. Cái đỏ này nó là hàng nhung nhá. Đỏ đó là phải nhung cho em. Chị nào size to cho em, 60k bắt đầu. 60k mang vừa lấy mã đỏ. Rồi tím đấy, chị nào 55k này. Ngân ơi, để ý cái ấy mẹ cái Ngân ơi. Rồi con tím đấy, chị nào size to cho em, 60k mang vừa lấy mã tím. Mã tím 20 nhá, 60k bắt đầu cho em non này. Lấy mã tím cho em 20. Mạ tím, mạ tím. Rồi con này cho em chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh này. 50-52k cái đầu cho em con này nhá. Đằng sau là như này cho em. Rồi đằng trước là như thế này. Rồi 50-52k mang vừa cho con này. Chị này mạ 01.
Mã 01 cho em 20.000 là 01 này. 01 20k nhá. Trời ơi là trời. Không có chữ nào hết. Rồi con này dễ thương luôn. 55kg đội mango cho em. Rồi con này 55kg mango nhá. Chị nào lấy mã 50. Mã 50 cho em 55kg đội mango cho em này. Lấy 50 chắc 50 nhá. Mã 50 cho em 20. Mã 50 20k. Chị nào 55kg đội mango cho em. Lấy 50 chắc 50. 50.20k. Rồi em chào tất cả các chị nhé. Hẹn các chị chiều mai đi. Không có chị nào hết. Em xuống like đây các chị ơi. Em chào tất cả các chị này. 10 giờ hơn không còn ai hết. Người thì còn đông mà chả thấy có ai người mua.